Hello các bác nhé, em lên một số các cái mã đồ thuốc của bên em. Đấy, những cái mã này thì bên em bán rất là nhiều rồi và khách cũng dùng rất là nhiều, rất là ok. Để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhé. Thuốc đau xương khớp này, con này thì sẽ là 40.000 cho một tiếp như này. Hàng này chuyên trị đau xương khớp nhá, được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Các bác dùng thì con này nó rất là đa di năng luôn, chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đó, và nó là thuộc cái dạng kem trắng nhá. Các bác bôi thì nó khá là nóng luôn và nó chuyên trị đau xương khớp rất là tốt. Con đau xương khớp này thì nó rất là tiện ích, các bác sử dụng giá rất là ok cho bác luôn, 40k cho một cái tip trị đau xương khớp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc bôi trĩ nhá. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em. Đó, trĩ nội trĩ ngoại, rồi các bác bị co bối trĩ rồi xa bối trĩ các thứ là dùng được hết nhá. Đó, chuyên trị các cái dòng về trĩ, hàng y học cổ truyền rất là tốt cho bác luôn, hàng của thương hiệu Ditami các bác này. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 cho một cái típ thuốc trĩ như này. 30.000 cho một típ thuốc trĩ như này nhá. Đấy, thuốc trĩ này thì bôi khá là hiệu quả luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào nấm ngứa. Đấy, vẩy nến á sừng thì các bác bơi hết vào đây cho em. Con này sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn, nó cũng là thuộc dạng típ kem bôi như này. Đây các bác này. Đấy. Hàng đều là hàng gia truyền cực kỳ là lâu đời luôn các bác nhá. Đấy, em bán thì có những bác là mua cả chục típ, 20 típ với cái thuốc long ben hắc lào này luôn. Đấy. Thì con này dùng cũng rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ các bác nhá. Đấy. Thuốc trĩ. Giá thì xin lỗi các bác là hắc lào long ben nhá. Giá sẽ là 25.000. Đấy, chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến các thứ á sừng các bác bôi khỏi hết cho em các cái bệnh ngoài da nhé. Đây, giá này sẽ là 25.000 cho một cái thuốc hắc lào long ben như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 100 ml, các bác chuyên dùng cho em. Con này thì các bác bị đau mỏi vai gáy này, đấy, cổ tay cổ chân và vai gáy đốt sống thì các bác dùng con này cho em. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, Made in Korea. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100 ml các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc, con này thì dùng rất là tiện và an toàn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi cổ, đốt sống lưng và vai gáy này, đấy, khớp gối này, khớp vai này, khuỷu tay này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, dùng rất là tiện cho em. Hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, con này chuyên trị cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40.000 cho một típ một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp rất là tốt luôn, hoặc là mùa đông như này thì các bác dùng để mình xoa lên bàn chân trước khi đi ngủ để nó làm nóng bàn chân cũng rất là tốt luôn nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá, giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Đây nó sẽ là dòng miếng dán và nó sẽ là dòng dũng miếng dán cao nóng như này. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên các cái phần bắp tay bắp chân rồi cổ vai gáy, đặc biệt là cổ nhá. Các bác bị đau nhức cổ thì các bác dán lên cho em. Đây. Đấy, nó chuyên dán lên cổ các bác này. Đấy, chuyên trị để dán lên cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ các bác bị đau đốt sống lưng, đốt sống cổ, dán con này cho em, rất hiệu quả luôn. Hàng nóng cực kỳ là nóng luôn, nóng siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là nhạy và được chiết xuất từ ngải cứu và các loại thuốc của Nhật rất là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là dán ngải cứu sẽ là 25.000 cho một tiếp như này, bao gồm là 12 miếng nhá, 12 miếng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Các bác lên cho em là dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Thì nếu các bác dùng một lần hai chân thì sẽ là được 25 lần các bác, 25 lần. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 50 miếng nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bịch miếng dán này và một cái bịch thuốc như này. Đấy, 50 gói thuốc và 50 cái miếng dán, các bác về bóc vào cho em, sau đó thì mình dán lên trực tiếp lên các cái phần gan bàn chân. Đấy. Hoặc là nếu mà các bác bị đau bụng hoặc là bị lạnh bụng, các bác cũng có thể dán lên bụng được. Đấy, thì con này dùng nó rất là tiện, đặc biệt là trị cho các bác là thải độc chân rất là tốt luôn. Thì giá sẽ là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân như này nhá.
lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Cái này. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh nha mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này, bao gồm là 50 miếng nhá. Giá chỉ bằng một bát phở thôi. Lên mã giúp cho em là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Đấy. Các bác đọc đủ tên cho em nó nhiều, bác thì lại đọc là miếng dán ngải cứu cho em lại nhầm sang cái này, nó rất là lòng ngoằng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái chai xịt, thì các bác lên cho em là xịt hôi giày nhá. Đấy các bác, xịt hôi chân này. Đấy. Thì chân các bác đi giày đi tất nhiều nó bị hôi thì các bác dùng cái chai này cho em. Lắc đều lên này, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày tất như này. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này và khử mùi hôi, chống mùi hôi rất là tốt luôn. Đó thì các bác xịt trực tiếp lên giày tất cho em. Một chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 260ml. Các bác xịt trực tiếp lên phần giày cho em như này, dốc ngược lên mình xịt lên giày cho em. Đó. Lên cho em là xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân. Xịt hôi chân này. Xịt hôi chân giá của nó sẽ là 35k cho một bịch như này thôi, 35k cho một lon như này nhá. Đấy, 35.000 cho một cái bình xịt hôi chân như này rất là tiện. Đó thì giày tất này các bác bị hôi các bác xịt trực tiếp lên bàn chân hoặc xịt lên tất hoặc là xịt lên trong giày nhá. Đây các bác nhá. Chỉ mấy đứa hôi chân mới sử dụng cái bình xịt này thôi chứ gì. Nói bảo ít học thì lấy tự ái. Sự thật thì càng những người sạch sẽ thơm tho thì họ lại càng hay sử dụng những sản phẩm như thế này. Trời thì nắng nóng, ai đi giày dép mà chẳng có mùi. Trai hay gái thì cũng thế. Muốn cho giày dép thơm tho thì cầm cái bình xịt khử mùi giày Nhật Bản này, dốc ngược chai rồi ấn. Với công nghệ AG cộng kết hợp với mùi quải hương sẽ loại bỏ mùi khó chịu trong đôi giày của bạn. Và đương nhiên là có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn chân để ức chế khả năng gây mùi. Bạn sẽ cảm thấy khá là mát lạnh. Ngày 2 lần sáng tối thì khoảng 10-15 ngày mới hết. Anh em nào cần nhanh tay bấm cửa hàng. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Giá chỉ có 35k cho một cái chai xịt hôi chân các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một chiếc. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đây các bác này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đó, đây. Made in Japan con này. Nội địa của Nhật made in Japan luôn. Con này thì giá sẽ là 160.000. Cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Có lẫy khóa như này nhá và lò xo chữ V nhá. Các bác có thể tháo ra thay thế rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Lên xem là kéo hộp đỏ 160.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Bên em có kèm sẵn viên pin cho bác rồi, về chỉ việc lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp thì các bác lắp cho em là đúng 12 giờ trưa để nó lên 12 giờ là các bác khỏi phải lấy giờ luôn. Đấy, cứ lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ lên 12 giờ như này nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ cả độ ẩm luôn và lắp cho em đúng 12 giờ trưa nhá. Độ ẩm hôm nay miền Bắc rất là cao, 99%. Đấy, nhiệt độ là 22,3 độ C và đang là 12 giờ. Đấy thì các bác cứ lắp đúng 12 giờ trưa cho em. Con này thì giá sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k các bác. Đó, 90k trong con đồng hồ nhiệt kế như này. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Tiếp theo nay bên shop còn hai cái đồng hồ kìm đa năng nữa nhá. Đấy. Đồng hồ kìm vạn năng. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 210.000 thôi. 210.000 cho một con đồng hồ kìm vạn năng như này và bao ship cho các bác luôn. Đây đầu dây này. Đấy, sẵn pin cho bác như này và có kìm để cho các bác dùng để mình đo điện rất là tiện ích luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng nhá. Còn hai con nữa. Thanh lý nốt cho các bác 210.000 một chiếc. 210.000 cho một chiếc đồng hồ kìm vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kèm đánh răng thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Nhật và của Hàn nhá. Đấy thì các cái loại thuốc thì em cũng để kèm đánh răng vào cùng cái mục này luôn. Đó, kèm đánh răng của Hàn, hàng made in Korea. Đây, made in Korea các bác nhá. Đây. Made in Korea các bác này, Hàn Quốc 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là
40.000 cho một típ kem đánh răng của Hàn Quốc như này nhá. Lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo là kem đánh răng Nhật chuyên chống viêm liễu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, hàng made in Japan, 170g. Giá thì sẽ là một típ như này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng của Nhật như này. Đây, made in Japan nhá. Đó, 170g. Chuyên trị viêm liễu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là tốt luôn. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì sẽ là 60k cho một típ kem đánh răng Nhật như này. 60k. Chuyên trị viêm liễu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng 60.000. Còn kem đánh răng của Hàn Quốc thì sẽ là 40k nhá. 40k. Được, ok. Hello các bác nhá. Đấy, hôm nay bên shop tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Cơ bản thì nó đều là các cái mã bên em đã và đang bán cho các bác, cho nên là em sẽ lên video cơ bản nhanh để gửi tới các bác thôi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con đồng hồ Rolex nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đây, các bác xem con đồng hồ Rolex này. Con này thì nó sẽ là mặt màu đen. Đấy, số màu vàng, đính kim cương rất là đẹp này. Có lịch ngày tháng đàng hoàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chạy bằng pin nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Và cái giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này các bác này. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex 300.000 chạy bằng pin. Giá thì đã bao gồm phí ship cho anh em luôn. Về nhà các bác dùng thì nó rất là ngon. Đấy, tiện ích đây các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường nhá. Lịch số to rõ ràng đẹp, hàng của thương hiệu Rolex các bác này. Đó đây, Rolex đây. Đó, giá thì chỉ có 300k thôi. Lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Giá sẽ là 300k này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Các bác lên cho em là nồi kho cá. Thì lưu ý các bác là cái nồi kho cá này thì nó sẽ là một cái dòng nồi mà nó là nóng chậm. Nó sẽ là cái dòng nồi nóng chậm, cho nên là con này khi mà các bác sử dụng ấy thì khi mà kho cá thì nó phải hàng gọi là nửa ngày hoặc một ngày thì nó mới chín được cá. Cho nên là khi mà về các bác test ấy mà các bác vừa ấy cắm xong mà các bác đòi nóng ngay là nó sẽ không nóng được đâu. Còn hàng thì bên em bảo hành cho các bác, cho nên là các bác yên tâm. Hàng của thương hiệu Matika con này, Matika. Con này thì sử dụng điện 220V, 50Hz và 235W. Công suất của nó sẽ là 2,5 lít nhé, 2,5 lít. Đó, rất tiện ích như này. Câu thông số đầy đủ cho các bác luôn nhé, Matika. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 290.000 bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. Nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Con này thì các bác nhận hàng khi các bác kiểm tra thì cứ làm sao mà không bị vỡ, không bị nứt là được rồi. Còn lại là hàng bên em bảo hành như là các bác cứ test sử dụng thoải mái cho các bác luôn. Lên cho em là nồi kho cá, giá sẽ là 290k nhá. 290.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bọc yên nhá. Đây nó sẽ là một cái bọc yên như này. Thì con này nó co giãn rất là tốt luôn. Các bác có thể bọc vào yên xe SH này. Xe, các loại xe đều được hết nhá. Xe đạp điện cũng ok và nó có cái phần co giãn đây rồi để các bác thắt vào cho em. Đấy, nếu mà yên nhỏ thì các bác thắt vào và yên to thì các bác giãn ra. Đấy, và nó có dây chun co giãn như này. Thì các bác lên mã giúp cho em là bọc yên nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đây các bác, nó sẽ là một cái con bọc như này. Các bác về các bác cứ bọc vào cho em là ok. Đó, đây. Các bác ngồi bình thường thì nó rất là nóng nhưng mà bọc lên thì rất là ngon luôn nhá. Chống xước yên này, yên cũ yên yếc các bác cho vào được hết này. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bọc yên xe, giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái giấy khăn lau kính nhá. Khăn lau kính, kích thước của nó thì nó sẽ là vào khoảng là, đây, một chiếc như này. Nó vào khoảng là 35-35, đấy 35-35 nhá. Đấy, khoảng 35 gì đấy các bác nhá, 30-35 gì đấy. Và con này thì các bác chuyên dùng để mình lau kính, lau các cái phần như là bếp ga, bếp điếc. Đấy, và các cái phần kính như này các bác lau nó rất là sạch này. Con này lau thì ưu điểm của nó là nó sẽ không để lại vết nhá. Không để lại vết thì khi các bác lau nó rất là thích. Đấy, lau rất là thích và nhanh sạch nhá. Nhanh sạch, không để lại vết trên kính. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 50k cho một bịch như này. 50k cho một bịch như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn lau kính nhá. Khăn lau kính, giá sẽ là 50.000 cho một bịch như này nhá. Đấy, 50.000 cho một bịch như này.
lên cho em khăn lau kính, giá sẽ là 50k nhé. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Với chiếc khăn này, bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi bẩn và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Đó, giá sẽ là 50.000 cho bịch 10 cái các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái con máy thái rau bằng tay nhá. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một chiếc này, 100 cành một chiếc. Con này thì siêu tiện dụng luôn, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, bao gồm cho các bác là có 6 cái lưỡi. 6 cái lưỡi thì về nhà các bác lấy cái lưỡi này ra, các bác lắp vào cái phần thân cho em. Đấy, ở đây thì nó sẽ có là thái lát, thái sợi tròn, sợi vuông và thái lát. Đấy. Sợi tròn, sợi vuông và thái lát. Về nhà thì các bác lấy cái này ra, sau đó thì mình lắp cái lưỡi này vào cho em này. Đây, lắp cái lưỡi này vào đây. Đấy, lắp lưỡi rất là dễ dàng thôi. Lắp lưỡi vào đây cho em. Sau đó thì mình lắp cái phần lưỡi này vào trong cái phần này. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đây như này. Đấy, khi mình quay thì cái miếng rau củ quả nó sẽ được thái ở trong cái cuộn này. Đấy, lắp cái tay công này vào đây, lắp tay công vào đây. Lắp tay công vào đây để quay này. Đấy, và các bác dùng cái này để mình ấn nó xuống này. Rau củ quả mình ấn nó xuống để nó tránh vào tay này. Đấy. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái con máy thái rau như này. Hàng này thì quá là tiện ích rồi, tiện ích lắm. Các bác dùng để mình thái rau các thứ thì rất là ok. Đây em sẽ có cái video mô phỏng cho các bác xem. Chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Đấy, các bác lên cho em là máy thái rau nhá, giá sẽ là 100k. Đấy, con này thì nó sẽ là thái bằng tay nhá, thái bằng tay. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy sấy đũa nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều, là nó rất là tiện ích thôi. Đấy, trời mùa nồm ẩm như này hoặc là các bác dùng quanh năm ngày tháng đều ok. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái móc dán tường này, một móc dán tường và có ba cái móc treo như này, thì các bác lắp vào cái móc treo này vào đít cho em này. Đấy, lắp móc treo đít này để các bác có thể treo tạp dề hoặc treo mấy thứ linh tinh. Đó, còn bát đũa, đũa thìa cần sấy môi các bác bỏ vào đây xem. Khi bật lên thì nó sẽ là cái đèn màu tím nhá, màu màu xanh tím. Đó là cái đèn tia cực tím để nó diệt khuẩn luôn. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho cái con máy sấy đũa như này nhá. Lên cho em là máy sấy đũa nhá. Đấy, máy sấy đũa này. Sấy đũa, giá của nó sẽ là 100k. Đó, máy sấy đũa 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Con này thì các bác nên mua, tính ứng dụng của nó rất là cao và sử dụng thực tế trong gia đình luôn. Rồi, các bác này. Vì tôi thật sự như vậy, có lần tôi được một chị bạn mời đến nhà ăn tối, sau bữa ăn tôi phụ chị rửa chén, tôi thật sự quê là quê, chúng mình quê nhiều. Khi tôi chạy khắp gian bếp không thấy ống đũa, tôi hỏi chị sao nhà mình không sắm ống đũa, em không biết phải rắc đũa, muỗng ở đâu? Chị cười, em ơi, giờ ở thành phố ít ai xài ống đũa lắm, giờ người ta xài hộp sấy đũa thông minh, rất tiện lợi và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Em cũng nên mua về xài đi, rẻ lắm em, mà lại quá nhiều lợi ích. Trước đây chị toàn phải nấu nước sôi để khử trùng đũa muỗng, phải phơi nắng để sấy khô khử mùi. Giờ thì có hộp sấy đũa thông minh, chị khỏe re, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có thứ hay vậy sao chị không giới thiệu cho em? Chị đâu biết là em quê một dữ vậy đâu. Em nên hợp tác gia 999 mua đi. Chị hay vào kênh hợp tác gia 999 mua hàng lắm. Không đấy, mua cũng vào xem là hàng okay, các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi này thì 10 viên. Một tháng các bác cứ cho một viên này cho em. Một viên này cho em. Đấy, còn nếu mà nhà đông người thì có thể là tháng rưỡi hoặc 2 tháng mới hết một viên. Hoặc một tháng cứ cho một viên này cho em. Nước nó sẽ ra màu xanh rất là đẹp. Thứ nhất là sạch đẹp này. Đấy, thì con này nó sẽ rất nhiều chức năng này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là tẩy trắng này. Đấy, tẩy trắng này. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy, diệt khuẩn. Đấy, sạch tẩy trắng diệt khuẩn và thơm nhá. Đấy, rất là thơm luôn. Sạch tẩy trắng diệt khuẩn thơm. Đó, và giá của nó chỉ có 15k trên một bịch thôi. 15k trên bịch 10 chiếc theo thoải mái cho bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Kìm bấm cúc. Thì đây nó sẽ là một cái bộ kìm bấm cúc như này. Hàng đa di năng cho bác luôn, đầy đủ các chi tiết để các bác dùng để mình bấm cúc nhá. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40k thôi. Quần áo các bác bị lỏng, bị thừa, bị bong cúc, bật cúc các bác dùng con này cho em. Rất là tiện. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Dạ em cảm ơn chị nhé. Kìm bấm cúc đa năng. Con này thì nó dùng nó rất là tiện, các bác có thể dùng để mình đây. Sử dụng được trên mọi loại vải. Đây. Đấy, các bác chỉ cần bấm này là xong cho em xong. Rất là tiện ích luôn. Kìm bấm cúc cao cấp, sử dụng được trên mọi loại vải. Đấy, rất là tiện ích các bạn. Đó,
đây các bác này, đấy mình chỉ cần đặt vào bấm vào là xong, đấy nó rất là tiện ích luôn. Đó bác thấy không, đặt vào bấm này, đấy là các bác đã có cái bộ khuy cúc ngon rồi, rất tiện ích luôn, vừa vặn đẹp. Đấy bấm quần bò còn biết, giày dép, chăn màn đều ok hết nhá, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi, combo của nó sẽ là một cân và một đôi pin đi kèm nhá, một cân một đôi pin đi kèm. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Chỉ có cho các bác là một cái combo như này. Bỏ cho anh những viên pin cho nó rơi mất đầu viên. Giá của nó sẽ hả? Pin nhỏ. Giá sẽ là 100.000 nhá. Về nhà các bác lắp pin vào cho em này, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đó. Mặt cân thì bằng kính cường lực nhá, bằng kính cường lực. Đấy, và có thể chịu được cân nặng lên tới 180 cân. Đấy. Một cân nặng lên tới 180 cân luôn, tha hồ thoải mái bác sử dụng nhá, lắp pin vào cho em là mình dùng thôi. Đó, đây, sẵn pin này các bác, có sẵn pin cho các bác rồi. Đấy, lắp pin vào sau đó thì mình bật nguồn lên. Đấy, lấy quả khác thì quả này hết pin rồi. Sì. Có một cái đây. Có không? Các bác lắp pin vào cho em nhé. Nếu mà pin mà hết pin thì các bác có thể thay pin nhé. Tại vì là cái hàng này của em thì nó để lâu, khi vận chuyển thì có thể là nó sẽ bị hết pin. Đấy, hết pin các bác lắp vào cho em này. Đấy, sau đó các bác cân như bình thường thôi. Đó, sau đó các bác cân như bình thường cho em là xong. Con này có cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, có cập nhật nhiệt độ, bây giờ đang là 23 độ C này. Đây, em sẽ cân thử cho bác xem nhé. Đó, đây. Con này thì nó cân được tới 70 cân nhá, 70 cân. Đấy, con này cái viên pin này của em cũng có vẻ hết pin rồi. Về nhà các bác có thể là lắp pin mới vào cho em nhé. Đấy, đây. Em hiện đang là 68 cân nhá, 68 cân. Đó, đây các bác này. Đấy, nó nhớ số cân luôn nhá. Đấy, có vẻ như là nó hết pin rồi nhá. Hết pin, về nhà các bác sạc pin vào cho em. À, về nhà các bác lắp pin mới vào cho em để mình sử dụng nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái con cân sức khỏe như này nhá. Đấy, nếu mà hết pin thì về nhà các bác có thể lắp pin mới. Đó, đây. Rất tiện ích luôn, cân được 180 kg. Đấy, lên mã giúp em đó là cân sức khỏe nhá, cân sức khỏe này, cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 cho cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sách quý song ngữ nhá, sách quý song ngữ dành cho trẻ em. Con này thì về nhà các bác cũng lắp pin vào cho em, cái này bên em bán thì không kèm pin nhá. Đấy, không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đó, quyển này của nó sẽ là 100.000, về nhà các bác lắp cho em 3 cái pin con thỏ nhỏ vào đây. 3 cái pin con thỏ nhỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chủ đề nhá, rất nhiều chủ đề và rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đó, thì nó sẽ có cho các bác là hai cái phím này. Đầu tiên nó sẽ là một cái phím phím nguồn này và một cái phím của trang này. Đấy, mỗi trang có một phím. Phím nguồn thì thường là ở cái dòng trên này, còn phím trang thì nó sẽ đi theo từng trang như này. Đó. Và con này thì giá sẽ là 100.000 cho một con quyển sách quý song ngữ rồi nhá. Đấy, rất là nhiều chủ đề này, rất là nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ. Đấy, tiếng Anh, tiếng Việt cho các bác luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình nhân dịp Tết năm mới này, hoặc là mua để cho con cái nhà mình sử dụng, rất là tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là sách nói nhá, sách nói này. Sách nói, giá sẽ là 100k. Đây, em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái quyển sách nói này luôn. Đây các bác nhá, có cả ca nhạc luôn và đấy, rất là nhiều chủ đề nhá. Đây là một cuốn sách nói chắc chắn sẽ được rất nhiều các bạn nhỏ ưa thích. Đây sẽ là nút khởi động của từng trang. Muốn đọc trang nào các chị cho con ấn vào nút sao để khởi động. Sau đó bắt đầu đi đọc chi tiết của từng chữ cái. Cuốn này có 24 trang gồm những chủ đề. Chữ cái tiếng Việt là 3 trang, đủ các chữ cái từ A đến Y. Chủ đề về số đếm, ấn nút sao khởi động. Sau đó đọc. Có tiếng Anh đi kèm. Chủ đề về nghề nghiệp, nhân vật, động vật. Chủ đề về trái cây, ấn nút sao khởi động. Sau đó đọc. Quả lê, quả táo. Có mục kiểm tra bài để tương tác cùng với các con. Quả dâu tây. Đấy, rất là ok các bạn nhé. Giá chỉ có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kim ấm pha trà nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, bán cả hàng
bao nhiêu rồi các bác nhá. Đấy thì đây nó sẽ làm con ấm rất là tiện ích như này, các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt rất là ok. Các bác xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra cho em. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lưới lọc như này. Hàng cực kỳ là bằng inox 316 này, rất là mịn luôn. Các bác có thể cho trực tiếp cà phê vào đây, sau đó thì mình chỉ cần là rội nước vào là xong. Đó là các bác đã có một phin cà phê rồi. Đấy, hoặc các bác có thể pha trà, pha quát các loại hạt, nước uống rất là ok. Dung tích của nó là 1 lít inox 316. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con ấm pha trà như này. Giá của nó sẽ là 100.000, 110.000 nhá. 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Đấy 110k nhá, 110k một chiếc. Lên cho em là ấm pha trà. Giá sẽ là 110k một cái nhá, 110.000. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái loại máy, đó là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột như này. Đấy con này thì các bác dùng chuyên để đuổi chuột rất là ok. Lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột nhá. Đấy con này thì giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đuổi chuột, đuổi ruồi, muỗi, kiến, rán, côn trùng đều đuổi được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Cái bọn chuột thành tinh này phải dùng máy bằng sóng siêu âm. Chỉ cần cắm vào ổ điện bất kỳ trong nhà là cả họ cả hàng, cả hang cả hốc nhà chuột, rán hay côn trùng cũng phải đi biệt hết. Sản phẩm đặc biệt không ảnh hưởng đến trẻ em hay vật nuôi trong gia đình. Một sự lựa chọn hoàn hảo chỉ với 69k. Đấy, rất là tiện ích cho các bác nhá. Licomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m² là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, rán, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Licomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không rất là ok luôn các bác nhá. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên em về một lô cái đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, đơn dưới 200 thì cộng cho em 30.000 để ship, trên 200 thì các bác đã được hoàn toàn bao ship rồi. Theo số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái hàng vít cân ký nhá. Bên em thì bán theo cân ký, em bán rất là nhiều rồi. Đó, các bác nhận hàng thì cũng ok thôi. Tại vì là thực ra thì số lượng thì từ 7 đến 15 chiếc trên 1 cân. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi, chỉ có 110.000 thôi. Đây, em sẽ cân thử cho các bác nhé. Khi bên em nhặt hàng cho các bác thì nó sẽ là to, nhỏ, lớn, bé, miệng, con, dẹt, tròn, ba khe, mũi, khế. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhé. Đấy, và combo nó sẽ là 1 cân như này. 1 cân thì có to, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản 1 cân thì nó sẽ là tầm này nhá. Sẽ là tầm này các bác này. Đấy, thì số lượng của nó thì nó sẽ vào khoảng từ 7 đến 10 cái nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 này. Đấy, 11, 12 chiếc như này. To nhỏ lớn bé có dẹt có ba khe các bác nhá. Đấy, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Lên cho em là vít cân ký này. Vít cân này, vít cân giá sẽ là 110k trên 1 cân. Và nửa cân thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một nửa cân các bạn, 60.000 cho một nửa cân. Đấy, còn một cân thì nó sẽ là 1kg thì sẽ là 110.000. Và 0,5kg thì nó sẽ là 60k nhá. 60k cho nửa cân. Đây. Đấy, hàng thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác, to, nhỏ, lớn, bé, đầy đủ cho các bác như này. Để các bác về mình sử dụng nhá. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé này. Đấy, một cân được rất là nhiều các bạn, một cân rất là nhiều này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, khoảng 12 chiếc nhé, khoảng 12 chiếc. Đấy, nó sẽ là từ 7 đến 12 chiếc. Bên em sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác, to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đầy đủ cho các bác. Ngẫu nhiên là từ 7 đến 12 chiếc nhé, từ 7 đến 12 chiếc. Đó, thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên thôi. Chấp nhận nó phải có cái to, có cái nhỏ, có cái dài, có cái ngắn các bác nhé. Đấy, chứ không gọi là mình mua hàng cân ký thì không thể là nhặt chọn được. Bên em bán cân là bán giá rất là tốt rồi, cho nên bên em sẽ không bán chọn đâu. Đấy, em sẽ nhặt ngẫu nhiên như này, một cân như này các bác nhé, để cho các bác tha hồ các bác thoải mái các bác sử dụng thôi. Vít bãi cân ký, giá thì rất là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, có những con thì đây, có những con vít đóng như này các bác này. Đấy, có những con vít đóng như này thì nói chung là to nhỏ lớn bé đầy đủ cả cho các bác mình sử dụng thôi. Giá thì rất là tốt rồi, chỉ có
110.000 cho một cân, và các bác mua nửa cân thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy bên shop cũng về số lượng đây, và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy rất là đẹp như này các bác này, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì combo của nó sẽ bao gồm là cả dao cả lưỡi nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cả dao cả lưỡi luôn. Thì đấy sẽ là combo như này, cả dao cả lưỡi cho các bác này. Em bán lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhá. Bác nào mua lẻ thì sẽ là 15k cho một chiếc như này. Còn bác nào mua combo thì giá của nó sẽ là 3 chiếc sẽ là 30.000 nhá. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 15k này, 15k trên một cái này, một cái. Đó, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30k nhá. 3 cái thì giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 các bạn. Các bác mua lẻ thì thông cảm cho em sẽ là 15.000 một chiếc. Còn các bác mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 30.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái con dao dọc giấy rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì bằng cao su non, bên trong thì bằng nhựa cứng. Đấy, và các bác thay lưỡi rất là dễ, chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này và các bác đẩy lưỡi ra là mình thay thôi. Sau đó thì mình đưa vào, nó rất là tiện dụng và hàng thì dùng cực kỳ là ngon lành. Các bác làm thợ, làm trần thạch cao hoặc là làm các công việc sử dụng lặt vặt trong gia đình thì cũng rất là cần, và giá của nó rất hợp lý, chỉ có lẻ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu kìm đây. Thì các bác lên cho em là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Nhưng mà nó về thì nó sẽ có 3 màu như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi. Gửi màu ngẫu nhiên. Nhưng mà bên em lên nó sẽ là lên tên của nó là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Đấy, các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng như này. Có lò xo đẩy ra thì khi các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, có lò xo đẩy ra như này thì các bác dùng là rất là tiện, không cần phải lấy tay để kẹp ra nhá. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là các chức năng này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, thép CLV này. Bắt đầu của nó thì nó sẽ có cho các bác là tuốt dây này. Tuốt dây thì nó sẽ có cho các bác là tuốt từ dây 1 chấm đến dây 2 chấm nhá. Đấy, 1 chấm đến dây 2 chấm này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái bấm cốt này. Tiếp theo là cắt dây này, rồi bạn ốc này, rồi xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn nhá. Xoắn dây, nắn dây đầy đủ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con kìm như này, giá của nó sẽ là 100.000 tròn nhá. Đây, đấy các bác dùng để kẹp dây kẹp giếc này rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con kìm đỏ như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái cưa gấp nhá. Đấy, cưa gấp hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Fugu các bác này, Fugu Japan này các bác này. Đó. Con này thì hàng cực chất luôn. Các bác có thể uốn cong thoải mái này. Đấy, lưỡi của nó là thép lưỡi cưa cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có cái phần mở hình hạt bòng như này. Khi các bác dùng thì nó sẽ gọi là các cái phần ví dụ như là nhựa cây này hoặc là các cái phần mùn cưa nó sẽ đọng ở đây. Đấy, thì khi các bác cưa thì nó sẽ rất là nhẹ và bong cưa, dùng nó rất là thích. Đấy, cây to, cây nhỏ các bác cưa được hết. Đường chiều dài của lưỡi thì khoảng 30cm nhé, khoảng 30cm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 50k cho một cái cưa gấp như này thôi. Lên tem là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50k một chiếc nhé, 50.000 cho một chiếc như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con cưa lách, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đấy, một con cưa lách như này. Con này các bác dùng để cưa cây, cưa cành, những cái cành răm, cành nhỏ rất là ok. Chiều dài của lưỡi thì nó cũng vào khoảng là 20, và lấy cho anh hai cái thước rút ở đây anh quay luôn. Đấy, vào khoảng là tầm trên 20cm một chút nhá, trên 20cm một chút. Đó, thì cũng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để cưa các cái cành răm, cành nhỏ này, hoặc là những cái cây nhỏ các bác cũng cưa được hết nhá, cây nhỏ các bác cũng cưa được hết luôn. Đấy, thì combo cho nó như này, hai cái luôn. Combo như này và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con cưa lách như này, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, ở đây thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ là vào khoảng là gần 40cm, 37cm nhá. Phần lưỡi của nó thì vào khoảng là 22cm. Đó đây. Đấy. Made in Japan này. Con cưa lách này sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là cưa lách. Giá sẽ là 40k cho một con cưa lách như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con kéo cắt cành cam này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kéo chuyên để các bác cắt cành to. Cắt cành to một chút, giá thì nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kéo cắt cành như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k một em nhá. 70k một em. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Đấy. Và đây thì các bác có thể dùng để mình cắt cành rất là ngon luôn. Đấy, thép SK5 này. Thép SK5 không gỉ này. Đó, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, cắt cành rất là to.
những cái cành to các bác có thể cắt thoải mái này. Đấy các bác đưa vào cắt thoải mái luôn. Đấy, chất thép của nó thì cực kỳ bền bỉ cho các bác này. Con này thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá sẽ là 70k. Đó. Kéo cành cam 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dàn sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá, kéo tỉa như này. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox, cũng là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa răm này, đấy tỉa răm này. Đấy các bác chuyên dùng để tỉa răm rồi tỉa các cái cành nhỏ rất là ok luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho cái con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho con kéo tỉa inox như này. Đấy. Không, cái hộp nào nó vỡ, nó có mấy hộp vỡ thôi. Sản phẩm thì mấy hộp vỡ nó bị vỡ ra đây. Thì giá của nó sẽ là nếu các bác mua trọn bộ nhá, mua trọn bộ. Đấy. Combo nhá, lên cho em là combo 4 cưa kéo nhá. Đấy, 4 cưa kéo giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho 4 món. Đấy, thì đây sẽ bao gồm cho bác là hai cưa này. Hai cưa và hai kéo. Hai cưa và hai kéo thì sẽ là có cưa gấp và cưa lách, một kéo cắt cành và một kéo tỉa như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì cưa gấp này sẽ là 50.000 này, cưa gấp 50.000. Đấy. Cái kéo tỉa này cũng là 50.000 này. Cái cưa lách này sẽ là 40.000 và con kéo tỉa con kéo cắt cành này sẽ là 70.000. 70.000. Đó thì cái này nó sẽ là hai món này đã là 100 này. 100 là đi thành hai món này 100 là đi 170 này. 170 40.000 nữa là vào đi 201 nhá, 201. Còn nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000 rất rẻ các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một dòng là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. 5m và 7m rưỡi đều là dòng tự hãm hết nhá, rất là tiện luôn. Đó. Rút ra nó sẽ tự hãm như này các bác này. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm rất là tiện. Ở đây thì bên shop về cho bác thì nó sẽ có hai mẫu, dòng 5m rưỡi, à dòng 5m và dòng 7m rưỡi, hàng nội địa của Nhật Japan đây. Và cái giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Cái con thước 5m thì giá sẽ là bằng 40k nhá, 40k. Còn con 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Lệch nhau có 10.000 tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, con này 5m và rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm thì các bác dùng rất là tiện, không phải lăn tăn. Đấy. Và con này thì rút ra tự hãm này và các bác bóp vào này xem. Đó. Con này thì giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50k. Thì các bác có thể lấy con 4m hoặc con 5m hoặc con 7m rưỡi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng theo lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 để ship đó các bác nhá. Đó. Thì ship bây giờ thì bình quân chung là 30.000. Và từ 200 trở lên thì bên em đã bao ship rồi cho nên nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bác nào mua dưới 200 thì cộng cho em 30.000 ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác một cái chắn dầu mỡ nhá. Các bác lên cho em là chắn dầu mỡ. Cái này thì để khi các bác đun bếp mà các bác chiên rán xào nấu thì các bác lắp vào để mình chắn dầu mỡ cho em thì nó rất là tiện. Đấy, thì khi mà mình rán đồ ấy các bác. Đấy, khi mình rán đồ thì thường nó hay có dầu mỡ. Thì các bác chỉ cần đặt cái này cho em là xong này. Đấy, đặt này cho em là xong. Đấy, thì khi nào các bác dùng đồ rán thì các bác mới cần. Còn lại là bình thường thì các bác không cần. Con này thì nó sẽ là bằng dạng như là giấy bạc. Cho nên là các bác dùng xong thì mình có thể là mình giặt, mình rửa đi. Rửa đi sau đó thì mình gấp gọn vào. Còn khi nào các bác chiên rán thì các bác lại che đi như này cho em. Thì con này nó rất là tiện mà các bác dùng để mình chiên rán dầu mỡ thì rất là tiện luôn. Đấy, nó có thể gấp gọn được hẳn như này các bác này. Đấy, gấp gọn là 10/1 này. Thì các bác có thể tự mình điều chỉnh để mình che chắn cho nó phù hợp nhé. Đấy, thì đây nó sẽ là một con như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là chắn dầu mỡ nhé. Chắn dầu mỡ giá thì chỉ có 25k cho một cái miếng chắn dầu mỡ này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là miếng chắn dầu mỡ giá sẽ là 25k. Đó, lên cho em là chắn dầu mỡ này, chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ giá của nó sẽ là 25k cho một cái miếng chắn dầu mỡ như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác dùng thì nó sẽ đặt vào như này cho em. Đó. Thì khi mà các bác rán xào nấu mà nó có dầu có mỡ thì các bác chắn vào này cho em.
Đó, xong là dùng xong thì mình lại bỏ ra thôi. Đấy thì nó rất là tiện. Thì mình ví dụ như là các cái phần dầu mỡ mà mình dùng, nó mình chiên rán nó bắn ra ngoài thì mình chỉ cần chùi đi là xong. Đó, nó sẽ dễ, rất là dễ lau chùi và sạch sẽ. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ là bằng dạng là giấy bạc nhá, để các bác chắn dầu mỡ nó rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Dùng để mình chắn nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 25.000 đây. Đấy, nó sẽ chắn như này các bác này. Thì khi mình nấu nướng thì dầu mỡ nó bắn ra, các bác dùng nó rất là tiện. Nên cho là chắn dầu mỡ giá sẽ là 25.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm, đó là cái chai xịt chuột này. Đấy, hàng này nó cũng là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 35.000 cho một chai xịt chuột như này. Đây, made in Japan này. Đó, hàng của cái gì Tatsutamachi các bác này. Đấy, đây, đấy, made in Japan nhá. Con này thì các bác lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá. Xịt đuổi chuột vĩnh viễn, giá sẽ là 35.000 cho một chai xịt đuổi chuột vĩnh viễn như này. Có kèm cho các bác làm cái đầu vòi xịt như này. Về nhà các bác xoáy cái nắp này bỏ ra, xoáy cái này vào cho em. Đấy, chỗ nào mà nhiều chuột thì các bác xịt vào cho em. Đường đi nối lại hoặc các cái khu vực nào mà chuột nó hay cắn này, hoặc là máy máy ô tô các thứ, các bác nào có ô tô mà ít đi mà hay bị chuột chày nó xâm nhập thì các bác dùng con này cho em. Đó, giá sẽ là 35.000. Ở Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái thành phố lớn này. Đấy, 35.000 cho một chai xịt chuột đuổi vĩnh viễn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái găng tay làm vườn này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình sử dụng mình làm vườn này. Đấy, làm vườn dọn dẹp vệ sinh rồi nói chung là nhặt cỏ vườn các thứ cũng rất là ok. Đấy thì nó sẽ là một cái găng tay, nó sẽ có một chiếc bên phải là có cái phần cào cỏ như này nhá, cào như này. Thì các bác có thể vừa cào xới đất và nhặt cỏ này. Còn một chiếc bên này thì nó sẽ là bình thường như này. Và cái mặt này của nó bằng cao su nhá. Đấy, hàng này thì bên em thanh lý cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái đôi găng tay làm vườn như này thôi. 30.000 một đôi nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là găng tay làm vườn nhá. Giá sẽ là 30.000 một đôi như này. Các bác có thể dùng để mình cào đất, nhặt cỏ các thứ rất là ok luôn. Lên theo là găng tay làm vườn, giá sẽ là 30.000 cho một đôi găng tay làm vườn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tẩy lông giặt nhá. Tẩy lông giặt, giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. 25.000 cho một hộp như này thì đây nó sẽ là một cái dòng viên tẩy các. Đấy, nó sẽ là cái dòng viên như này. Thì về nhà các bác cứ cho trực tiếp vào lồng giặt, sau đó thì mình tẩy, mình vệ sinh đi là xong. Đấy, nó rất là tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái viên tẩy lồng giặt như này giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp như này thôi. 25.000 cho một hộp, mà tổng của nó sẽ được là đi 10 viên nhá. Đấy, 10 viên. Đấy, lên cho em là tẩy lồng giặt này. Lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Tẩy lồng giặt giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì cứ khoảng 1 tháng các bác cho vào một lần cho em. Và các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy, nó vừa sạch sẽ, vừa an toàn, vừa tiện dụng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp nhá. Cuối năm rồi thì các bác dùng cái chai xịt bếp này cho em. Đấy, con này thì chuyên tẩy xịt bếp nhá. Giá sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là dòng là chiết xuất từ chanh tự nhiên rất là thơm này. Từ chanh tự nhiên rất là thơm này. Đấy, thì khi các bác xịt ra nó sẽ là một cái dạng bọt như này. Một dạng bọt như này thì các bác cứ để cho em từ 5 đến 10 phút, sau đó thì các bác lấy bàn chải các bác kỳ cọ đánh đi. Thì con này nó sẽ là chuyên tẩy dầu mỡ rất là tốt luôn. Tẩy dầu mỡ, các vết bám dầu mỡ này, bám lên các cái dòng như là bếp ga này, rồi các cái máy hút mùi các thứ là các bác tẩy rất là sạch luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Đấy, lên cho em là xịt bếp. Giá sẽ là xịt bếp này, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái bình xịt bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi thì các bác có thể mua về để mình tân trang nhà cửa này, dọn dẹp vệ sinh, rồi dao dựa các bác dắt lên cho nó ok. Thứ nhất là sạch đẹp, sáng bóng, thứ hai là sạch sẽ vệ sinh nhá. Đây, chiều dài của nó thì vào khoảng là đi 45 cm. Đó, và có 1 2 3 4 5 cái móc treo như này. Còn dao thì các bác dắt trực tiếp lên đây cho em. Lên cho em là thanh cài dao nhá. Giá thì chắc 90.000. Có kèm ốc ác hẳn hoi cho các bác luôn nhá. Có kèm sẵn ốc luôn. Đấy. Có kèm sẵn ốc ác hẳn hoi như này thì về các bác sử dụng rất là đơn giản thôi, có ốc rồi. Về nhà các bác chỉ việc là bắt vít vào cho em là xong. Đấy. Khoan bắt vít vào cho em. Một là bắt lên cổng lên cửa, hai là các bác bắt lên tường, bắt lên tường. Đấy, có cả ốc sẵn cho các bác luôn. 90.000. Tiếp theo thì
mùa chuẩn bị sang mùa mưa thấm rột rồi thì các bác dùng cái keo tôn này cho em. Lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10 bản của nó sẽ là 10 sen và giá thì sẽ là 40k nhá. 10 sen và dài khoảng 5 mét thì các bác bóc ra các bác dán lên cho em các cái phần tôn mà bị thấm rột nhá. Đấy, bên trên này của nó sẽ là một lớp giấy bạc này, giấy bạc chống nóng này, và bên dưới này của nó sẽ là một cái lớp cao su non thì các bác dán lên các cái vết nứt rất là ok luôn. Đấy, keo tôn nhá. Tiếp theo thì ngoài keo tôn thì bên shop cũng có một cái dòng keo chống thấm, đó là cái keo chai xịt chống thấm này. Đấy, thì cái này khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em, lắc đều lên sau đó thì các bác xịt trực tiếp lên các cái vết nứt như này các bác này. Đấy, xịt trực tiếp lên vết nứt như này đó, xịt trực tiếp lên này cho em đó, thì nó sẽ là các cái phân tử nano như này, khi xịt vào thì nó sẽ lấp đầy các cái lỗ trống như này nhá, lấp đầy các lỗ trống như này và nó sẽ đông cứng lại thì nước nó sẽ không thấm rột vào cái lỗ cứng này được đó, lỗ trống này được. Giá thì sẽ là các bác lên cho em đó là xịt chống thấm nhá, bao nhiêu nhỉ hả, lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá, xịt chống thấm này, xịt chống thấm giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này, 450ml các bác nhá, xịt chống thấm này. Đấy, thì đây khi các bác xịt thì nó sẽ là phủ hết các cái phần khe hở như này và nó sẽ chống thấm rột rất là tốt luôn nhá, đó chống thấm rột rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn này. Đây, đấy, găng tay thức ăn như này thì các bác có thể dùng trực tiếp để mình chế biến thực phẩm thức ăn này, hoặc là dọn dẹp vệ sinh này, hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 cái, rất là nhỏ gọn tiện ích nhá. Nhỏ gọn tiện ích và hàng rất là dai thì các bác có thể dùng để mình gọi là dùng đa di năng được luôn. Đấy, thứ nhất là làm thực phẩm, làm thức ăn này. Đấy, chế biến đồ ăn này. Đấy. Chất liệu của nó là giấy bóng lụa nhá, siêu mềm và siêu dai luôn. Đấy. Siêu mềm, siêu dai. Khi mà các bác đeo vào là nó như thật luôn, nó như thật luôn thì mình dùng nó rất là tiện ích. Đấy, kể cả em cầm bút em viết cũng rất là ok này. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k trên một hộp này. Số lượng từ 80 đến 100 cái nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp hũ đựng gia vị này. Giá sẽ là 15.000 trong cái hũ như này bằng thủy tinh nhá. Đấy, khi các bác về thì các bác lật ngửa cái phần này lên cho em. Nó sẽ có cho các bác một cái nắp đậy như này. Đấy, một cái nắp như này các bác này. Đấy, cái nắp đây. Và có thêm cho các bác một cái xìa luôn. Đó, một cái nắp như này. Con này ưu điểm của nó thì nó sẽ có sẵn cái xìa này luôn, các bác chỉ cần đậy cái xìa này vào thôi. Đấy, và khi mình xúc thì mình lấy đây này cho là xong. Đó, nó rất là tiện đây. Khi đậy vào thì ấn này xong, kín đáo sạch sẽ, không lo ruồi muỗi kiến gián này. Đấy, con này thì giá chỉ có 15k thôi mà chất liệu của nó thì lại là bằng thủy tinh cho nên là rất là sạch sẽ. Giá sẽ là 15k nhé. Bên mã giúp cho em đó là hũ gia vị nhá, hũ gia vị 15k cho một cái hũ gia vị như này, 15.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bình như này thì các bác chuyên dùng để mình đựng nước rất là ok. Đấy, inox 316 này, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích 1 lít này. Ưu điểm của con này thì rất là tiện này, các bác chỉ cần mở nắp như này ra cho em là xong, nó rất là tiện luôn. Thì các bác có thể uống trực tiếp này, hoặc là ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi hút tự động như này, thì các bác lắp một cái đầu này là một cái đầu vòi mềm này thì các bác lắp vào cho em, sau đó thì mình để xuống dưới đít này, để xuống dưới đít nhá, và một cái đầu vòi cứng này thì các bác lắp vào sau đó thì mình để lên trên này. Đấy, nó sẽ là đầu mềm này để dưới này, thì các bác chỉ cần lắp vào đây cho em là xong. Inox 316 này, sáng bóng đẹp này, giữ sạch sẽ này các bác này. Đấy, có quai đeo này các bác này, có quai đeo này rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, và khi các bác dùng thì cần mở cái nắp này ra là các bác mút trực tiếp vào cái đầu vòi này luôn. Đấy, hoặc có thể không dùng, không thích dùng cái nắp này thì các bác uống ở đây, uống cái đầu này hoặc mút ở đây. Đấy, đậy nắp lại này, ấn gioăng vào này, rất sạch sẽ luôn. Các bác có thể mua để mang đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch, thể dục thể thao đều ok hết nhá. Theo một cái nghiên cứu mới nhất của Mỹ thì trong cái nước đóng chai là có sẵn vi nhựa, cho nên là các bác không nên dùng cái nước đóng chai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là bình voi nhá. Đấy, bình voi giá sẽ là 160k nhá. Đấy, dung tích của nó thì khoảng 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. 1 lít 2, 1 lít 3, hàng khá là to luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi vuông nhá. Con này thì sẽ là 190.000. Đấy. 180.000, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn đằng trước như này. Đấy, đằng trước có 1 2 ngăn này, đằng sau một ngăn là 3 này và một ngăn to là 4 này. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên, có màu xanh và màu xám nhá. Đấy, có quai đeo như này các bác này, có quai đeo như này. 180.000, bên trong có 2 ngăn nữa, một ngăn khóa và một ngăn phụ. Có màu xanh và màu xám như này nhá, màu xanh màu xám đen như này.
đấy, gọi là màu xanh và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Về nhà các bác cứ chuẩn bị bật lửa đây đốt thoải mái chứ em, đốt vô tư, đốt thoải mái, không phải lan tan đấy. Tại vì con này thì bên shop bao cho các bác là 100% là da bò tự nhiên, cho nên là các bác không phải nghĩ nhá. Đấy, 100% là chất liệu của nó là da bò tự nhiên, cho nên là dùng nó rất là thích các bạn. Đấy, dùng rất là ngon lành cho các bác luôn. 100% là da bò tự nhiên như này đó. Về nhà các bác có thể lấy máy lửa đốt vào đây, đừng đốt vào cái chỗ phần chỉ, phần khóa này là được. Đấy, khóa bằng đồng quá này, khóa bằng đồng rất là ngon luôn. Có qua đeo sách đồng hành chiều cao 25, chiều rộng 20, 180.000 cho một cái túi da bò như này nhá. Tên theo là túi vuông 180.000 đó, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái điện thoại 4 sim này. Đấy, đây nó sẽ làm con điện thoại rất là chất lượng như này. Đấy, 4 sim cho các bác sử dụng luôn. Về nhà thì các bác bóc cái màng này ra cho nó, sau đó thì lắp sim vào cho em. Sim thì ở dưới đít này nhá. Đấy, 4 khai sim luôn. Giá sẽ là 450.000. 450.000 trong con điện thoại 4 sim như này. Rất tiện ích nhá. Con này thì có cả đèn pin này. Các bác ấn này lên cho em là một con đèn pin rất là sáng luôn nhá. Các bác có thể dùng là đi ban đêm nhá. Là một con đèn pin chứ không phải đèn led đâu. Có máy chụp ảnh cái thứ đàng hoàng. 450k cho con điện thoại 4 sim như này. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mã hàng đồ cổ, đồ đồng. Đấy, đồ đồng mạ vàng rất là đẹp để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy thì bên shop về một số các cái mã đồ đây rất là hay và đẹp. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các số hotline của bên em này. Các bác có thể liên hệ theo cái sản phẩm hotline này các bác nhé. Đó. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chuyên mạ vàng nhá. Bộ chuyên chén mạ vàng như này. Đấy. Chất liệu thì bằng đồng và mạ vàng các bác này. Bằng đồng mạ vàng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Các bác có thể dùng để mình decor trang trí này, hoặc là dùng để sử dụng trực tiếp, pha trà các thứ rất là ok. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một chuyên 6 chén như này. Đấy, một chuyên 6 chén này rất là đẹp luôn nhá. Mạ vàng 18 carat nhá, mạ vàng 18 carat. Và có cho các bác một cái đĩa như này. Đấy. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên mạ vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng như này nhá. 450.000. Đây, một con chuyên đây. Đấy, và tổng của nó sẽ có cho các bác là 6 chiếc chén như này, 6 chén đây. Rất đẹp luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat rất là đẹp này. Các bác có thể mua về để decor trang trí này, bày biện này, hoặc là mình sử dụng trực tiếp để mình uống trà, uống rượu đều ok hết nhá. Đấy, nó có tới 6 cái chén luôn. Bộ này thì tết nhất các bác dùng để mình tiếp khách thì rất là sang xịn mịn luôn. Đó. Giá thì sẽ là 450.000 nhá. Các bác lên mã giúp em đó là bộ chuyên mạ vàng nhá. Đấy, lên em là chuyên mạ vàng này. Chuyên mạ vàng. Giá của nó sẽ là 450k nhá. 450.000. Cho cái bộ chuyên mạ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên nữa, đó là cái bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đấy. Bộ này thì sẽ là 700.000 tròn. 700.000 tròn, bộ này thì nó sẽ là to hơn. Đấy, đây cái chuyên của nó rất to như này. Con này thì của nó thì nó sẽ là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Con này thì rất là to, chiều cao của nó thì vào khoảng 25 cm. Chiều rộng của nó thì gần 20 cm và nguyên cái phần bầu này thì chắc phải trên 10 cm. Đấy, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, rất là đẹp luôn. Hoa văn hoa lá này, có đính ngọc nghiếc các thứ này, rất đẹp nhá. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm một chuyên này và cũng cho các bác combo bao gồm 6 cái chén như này. Đấy, 6 cái chén như này nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn và có một cái đĩa này. Một cái đĩa như này, rất đẹp nhá, hoa văn hoa lá cành nói chung là chấm hết luôn. Đấy, giá sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên như này. 700.000 các bác nhá. Đấy, 700.000 cho một cái bộ chuyên như này. Đây, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia này. Đấy, biểu tượng cái này như kiểu là của điện Kremlin của Nga này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Giá của nó sẽ là lên cho em là chuyên hoàng gia này. Chuyên hoàng gia. Chuyên hoàng gia. Hoàng gia giá của nó sẽ là 700k nhé, 700k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ chuyên chén bằng đồng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén bằng đồng. Bộ chuyên chén đồng này thì giá của nó sẽ là 400.000. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên như này, một cái chuyên như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bạn, nặng, dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, và rót riếc rất là ngon luôn. Và sẽ bao gồm cho các bác là combo là 6 cái chén như này nhá, 6 chén như này. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn này.
đó, hình con rồng rất là đẹp luôn, hình rồng phượng đó, đây các bác thấy không, đây hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn đó. Thì ở đây nó sẽ là một cái bộ chuyên 6 chén và một cái đĩa như này, một cái đĩa như này đó, một chuyên 6 chén một đĩa như này, các bác có thể dùng để uống trà này đấy, rồi uống các loại nước đều ok hết nhá. Đó, đặc biệt là uống trà khô. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ chuyên hoàng gia, à chuyên chén đồng như này. Giá của nó sẽ là 400.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên đồng nhá, bộ chuyên đồng. Giá sẽ là bộ chuyên đồng này. Bộ chuyên đồng giá của nó sẽ là 400k nhá, 400k cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái khay này nữa các bác này, một ít cái khay này nữa. Đó. Đây, nó sẽ là bao gồm là một khay hấp và một cái khay đựng như này bằng inox. Đấy, bằng inox nhá, một khay đựng này bằng inox này, kèm thêm một cái dàn như này. Cái này để các bác dán nem rồi dán thực phẩm thức ăn thì mình đựng cái này cho em nó rất là tiện. Đấy, con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì em đang bán là 150 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn, chỉ còn 80.000 cho một cái bộ combo như này thôi. Đấy, 80k nhá. Lên cho em đó là khay dán nhá, khay dán thì sẽ bao gồm là một cái khay như này, một khay như này và một cái giá đỡ như này. Đấy. Lên cho em là khay dán nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá này là giá rất hạt rẻ cho các bác rồi. Giá rất hạt rẻ nhá, chỉ có 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá rất là tốt các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái loại sản phẩm đó là cái ô tự động nhá. Đấy, ô Nhật tự động này. Thì nó về nó có màu đen màu nâu như này, màu đen màu nâu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy, thì giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô Nhật tự động như này thôi. Con này của nó thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Ưu điểm của nó là nó đóng mở tự động, như là khi các bác dùng nó rất là tiện. Đây, ví dụ các bác giở ra cho em này. Đấy, tháo ra này. Khi mà mình mở thì mình chỉ cần bật này nó sẽ, bật này là nó sẽ đẩy ra các bác này. Đấy, bật này nó sẽ tự động nó đẩy ra. Nan thì nó sẽ là dòng nan kép 10 nan nhá, nan kép 10 nan. Và nó sẽ tự động đóng mở này. Khi các bác bấm vào thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ đẩy vào này. Đấy, thì nó rất là tiện luôn. Thì khi mình sử dụng thì nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này xem, sau đó thì mình gấp nó lại. Đấy, còn khi mở ra thì các bác chỉ ấn này nó sẽ mở này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, và khi thu vào thì các bác bóp này nó sẽ thu vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá. Giá sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Con này bình thường nếu mà các bác, nếu bình thường các bác mà mua ngoài cửa hàng ấy, nó phải bán cho bác khoảng 120 đến 150. Đấy. Bên shop bán giá chỉ bằng một nửa thôi, chỉ có 80.000 cho một con ô dù Nhật như này thôi. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, các bác theo. Đây. Rất tiện. Đấy, các bác cho vào nó rất là gọn gàng luôn, mình có thể sử dụng để mình mang đi trên ô tô này, xe đạp, xe máy hoặc là bỏ vào trong vali đều được hết nhá. Chỉ dài khoảng 30 cm thôi. Ô dù Nhật nhá, lên cho em là ô dù Nhật này. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000 cái ô dù Nhật như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, khay hấp bánh bao. Thì con này các bác có thể vừa dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả đều ok hết này. Bên này đựng hoa quả này. Đấy, hoặc là để hấp bánh bao này. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, qua theo. Đây. Rất tiện ích luôn. Đấy, và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu khay hấp bánh bao này nhỉ? 50.000 cho một cái con khay hấp bánh bao này thôi. Giá rất hạt rẻ cho bác luôn, khay hấp bánh bao. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cốc tự khuấy này. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Thì rất đơn giản thôi các bác. Chỉ cần là cho pin vào dây đít này, sau đó thì mình bật lên là có cái viên nam châm từ trường ở đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Thì rất là tiện. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy. Đấy. Thì các bác chỉ cần là lắp pin vào đây. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn lắp pin ở dưới đít này. Lắp pin vào đậy nắp lên là xong. Thì các bác có thể là pha trà, pha cà phê ở đây đều ok hết nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái em còn một ít kia mã máy sấy tóc hàng thương hiệu Toshiba này. Máy sấy tóc hàng của Toshiba, công suất là 1.800W, hàng của Toshiba nhá. Còn một ít cái mã này nữa, con này bên em đang bán là 120.000, hôm nay thanh lý nốt cho bác với giá đó là 70k nhá, 70k cho một con máy sấy tóc hàng Toshiba như này. Công suất của nó sẽ là 1.800W nhá, 1.800W.
đây chỗ này em chỉ còn nhiều đây thôi, chỗ này chắc là khoảng hơn chục cái thôi, hơn chục cái được các bác nhá. Đó, giá thanh lý nốt cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con máy sấy tóc Toshiba như này, 70k các bác nhá. Đó, còn hơn chục chiếc nữa. Em thanh lý nốt cho bác, công suất của nó sẽ là 1.800W, điện 220V. Đây, có hai công tắc như này và có hai nấc nhá. Dây dài khoảng từ khoảng 1,5m. Dây là dây 0,75 nhá. Đó, đầy đủ thông số bác luôn, hàng của thương hiệu Toshiba. Giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Quạt ô tô thì con này các bác dùng để mình đấu nối vào cái cắm vào cái tẩu ô tô, hoặc là các bác dùng đấu vào cái ắp quy cho em. Đấy, nhà nào bác nào có ắp quy 12V thì mình đấu cái phần dương là vào cái phần lõi trong này và phần âm là đây. Đấy, đấu vào cho em là xong. Đó, sau đó thì bật công tắc lên. Các bác có cái cục đổi nguồn mình có thể dùng trực tiếp ở dưới đất hoặc là cắm lên tẩu ô tô đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một cái quạt ô tô như này. Con này thì có thể xoay 360 độ được luôn nhá, xoay 360 độ này, rất là tiện luôn. Đó. Lên mã giúp em đó là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130k, 130k cho cái quạt ô tô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá, bàn chải đánh răng. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một con bàn chải như này, kèm cho các bác là một thân máy và bốn đầu bàn chải, một cáp sạc. Về nhà các bác dùng chuyên dùng để đánh răng cho em thì nó rất là tiện. Đấy. Đấy, bốn đầu bàn chải này bây giờ các bác đi mua một cái đầu bàn chải này mất 20.000 rồi. Đấy, bốn cái đầu bàn chải mất 80.000 đây mà mua cả máy cả đầu bàn chải như này mới hết có bao nhiêu? Mới hết có 60.000 thôi. Đấy các bác này. Cái này nó rung rất là mạnh luôn nha, rung rất là mạnh luôn. Và tần suất rung của nó sẽ là 32.000 vòng trên 1 phút nhá, 32.000 lần trên 1 phút. Rung rất là mạnh. Đấy, con này thì giá chỉ có 60.000 thôi cho một con bàn chải điện như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện, giá sẽ là 60k một chiếc. 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Hàng này thì nó sẽ là một dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Thứ nhất là có hai nắp này, một nắp giữ nhiệt và một nắp làm cốc luôn nhá. Hai nắp này đều có tính năng giữ nhiệt nhưng mà nắp này thì thêm chức năng làm cốc nữa. Đấy. Hàng rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy, và dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Có lưới lọc này, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt đều ok. Dung tích 1,5 lít thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giữ nhiệt của nó thì hàng mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh là 36 tiếng này. Đấy, và giữ nóng là 24 giờ nhá. Hàng này thì cực kỳ ngon lành cho bác luôn. Ưu điểm của nó là hàng giữ nhiệt tốt này, có quai đeo các bác có thể dùng đi mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dùng cả ngày được luôn. Đấy, dùng cả ngày luôn cho nên rất là tiện. Lên mã giúp em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bình nhiệt này, đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Quân đội Mỹ giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bình xanh quân đội, còn các màu khác thì sẽ là 170k nhá, 170.000. Đấy. Riêng cái màu xanh quân đội này thì nó hiếm màu hơn một chút thì sẽ là 190.000. Còn màu inox, màu đỏ và màu xanh đen thì sẽ là 170.000 nhá. Ưu điểm của dòng này là dung tích của nó là 1,5 lít cho nên là các bác dùng được rất là lâu, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 đĩa này. Đấy, các bác lên cho em là bộ 5 đĩa nhá. Bộ 5 đĩa tròn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này thôi. 120.000 nhá. Con to nhất thì đường kính của nó sẽ là 24 cm. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn này. 5 đĩa tròn giá sẽ là 120k. 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con to nhất là khoảng 24 cm. Con này là 22 cm này. Con này là 20 cm này. Con này 18 cm này. Và con này nó sẽ vào khoảng là 14 cm gì đấy. Đấy. To, dày dẫn đẹp chắc chắn. Giá thì rất hợp lý cho bác, chỉ có 120.000 thôi. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, mà giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nho khô nhá, hàng của Nhật này. Đấy, một bịch này sẽ là 100k cho một bịch như này, 100.000 cho một bịch nho khô như này. Cái này thì các bác có thể dùng để uống trực hãm nước uống trực tiếp này, ăn trực tiếp này, hoặc là các bác dùng để làm thuốc hoặc ngâm rượu đều ok hết nhá. Hạt quả to đều đẹp, màu tự nhiên nhá, không có phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Con này thì nó sẽ là 100.000 trong bịch như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng như là mua để mình sử dụng trực tiếp rất là ok. Đó.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô này. Nho khô thì hàng nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, được phân phối bởi tập đoàn Samsung đây. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đây. Đấy, đây tập đoàn Samsung này. Con này thì giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này nhá. Đấy, đây, hạt to đều đẹp này. Đấy, màu tự nhiên không phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đấy, 90.000 trong bịch nho khô này các bác nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là đóng bịch như này. Và các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, hoặc Tết về các bác mua để đi Tết được. Hàng của tập đoàn Samsung này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Đấy, bác nào có ô tô thì nên có một cái dây như này. Nó sẽ có cho các bác là dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét nhá, từ 2 đến 3 mét. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá. Thì các bác kẹp vào cái bình. Ví dụ như là ô tô của các bác khi mà dọc đường nó bị chết. Đấy, chết máy thì các bác dùng cái dây này kẹp vào, gọi một cái ô tô khác đến, kẹp từ bình nọ sang bình kia, sau đó thì mình đề nổ thôi. Đó. Đấy, chất liệu của nó thì đều là bằng đồng hết nhá. Đấy, 2000mAh này. Lên cho em là dây câu bình nhá, giá sẽ là 180k, 180.000 cái dây câu bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đấy. Cái này thì để các bác chế biến thịt này. Đấy, đây, nó sẽ là cái đầu sâm như này. Để các bác chế biến thịt thì mình sâm vào như này cho em. Đấy, đây. Đây ví dụ như em sâm này các bác. Đấy. Sâm này thì nó sẽ ra cái lỗ này, ra cái lỗ này các bác này. Đấy, những cái lỗ này, những cái lỗ này thì có tác dụng là nó để thẩm thấu các cái gia vị các bác tẩm ướp vào. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái sâm thịt 40.000 à? Các bác lên cho em là sâm thịt nhá. Đấy, sâm thịt này. Giá của nó sẽ là 35k nhá, 35k cho một cây sâm thịt như này. Giá là giò luôn. Đấy, 35.000 trong cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thả bồn cầu nhá, túi thả bồn cầu. Đấy. Thì một cái túi như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi này thôi. Một túi này sẽ có 10 viên nhá, 10 viên. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Một túi này là 10 viên thoải mái sử dụng nhá. Các bác có thể dùng để mình thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình để mình sử dụng. Nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, 15.000 cho một túi. Đấy. Thì công năng của nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là tẩy trắng nhá, sạch thơm tẩy trắng. Lên cho em là túi thả bồn cầu giá chỉ có 15k thôi, 15k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp đựng tăm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp tăm như này. Đấy, hộp đựng tăm nhá. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Các bác có thể dùng đựng tăm rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp đựng tăm như này thôi. 95k một chiếc nhá. Đấy, 95.000 trong cái hộp đựng tăm này, các bác chỉ cần bỏ tăm vào đây. Đấy, mình nhấp như này là nó sẽ đẩy lên, mình lấy sau đó thì mình ấn nó vào. Hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn hoa lá cành này, chuyên dùng để đựng tăm. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp tăm như này thôi nhá. 95k. Giá rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì ngay bên shop về các bác cái sản phẩm đó là cái đài FM các nhá. Đây. Đấy, các bác lên trên là đài FM này. Đấy. Các bác bật thì ở đây này. Đấy. Cho to đây nhá. Theo thống kê, dân số Hà Nam hiện có khoảng trên 800.000 người, trong đó có trên 400.000 nữ, chiếm khoảng 49,54% dân số toàn tỉnh. Trong đó lao động nữ chiếm khoảng 51% dân số trong độ tuổi lao động. Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác tuyên truyền được xem là yếu tố then chốt tạo nên sự thay đổi về nhận thức. Đấy, và hành động của nhân dân. Cái này vừa là tắt bật vừa là to nhỏ luôn này. Đấy, các bác dò đây. Và con này các bác có thể kết nối MP3 để nghe nhạc nhá. Kết nối Bluetooth để nghe nhạc thì cái chức năng này em giới thiệu thêm thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho bác một viên pin rồi. Về nhà có cả dây sạc luôn. Các bác chỉ việc sạc vào là dùng thôi. Con này thì các bác lên trên là đài FM 260.000 nhá. Có cả đồng hồ luôn này. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cái lấy cả này ra này là đồng hồ nó chạy này. Ấn xuống đồng hồ chạy. Đây, đồng hồ chạy nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và có dâu như này, có dâu này các bác dò để các bác dò đài mình bắt đài này. Đấy, bật lên cho em này. Để giúp họ nâng. Là các bác dò này. Đấy. Các bác cứ dò này cho em là ra này. Đấy. Rất là tiện ích nhá, và rất là nhiều đài luôn. Đấy, và khi dò này các bác để cho em chế độ FM để mình dò nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Chỉ có 260.000 cho một con đài FM như này thôi. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ về các bác dò là nó sẽ ra thôi. Tần sóng của nó rất là tốt luôn. Rất đẹp này. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 trong con đài FM như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Đấy.
Vâng, em Phạm Huấn lại quay trở lại, trân trọng gửi đến các bác các cái mã hàng bên em nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hồ lô tưới cây nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này trước em đang bán là 120 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 110.000 cho một con rô hồ lô tứ cây này thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, made in Japan con này. Đấy, made in Japan, hàng của Nhật. Ở đây thì dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy, đầu vòi bơm các thứ này, lọc liếc đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì ưu điểm của nó sẽ dùng nó rất là tiện này. Đấy. Thì tiện nó sẽ như nào các bác nhá. Thứ nhất là bơm rất là nhẹ này, bơm rất là nhẹ này. Thứ hai là có van xả hơi này. Đấy, có van xả hơi không nhá. Đấy, có van xả hơi. Khi hơi đầy thì các bác có thể dùng cái con van xả này cho em. Thứ ba là có cái phần lẫy khóa như này rất là tiện nhá. Lẫy khóa này rất là tiện các bác này. Đấy. Khi các bác tưới thì mình chỉ ấn cái lẫy này vào là nó sẽ tự bơm này và có điều chỉnh van nhá. Thì các bác có thể dùng để tưới cây cảnh này, rồi tưới lan, tưới cây này, rồi xịt rửa, rồi phun thuốc sâu rất là tốt luôn. Giá thì đợt này về cho các bác giá tốt hơn một chút nhá. Đấy. Lên cho em đó là hồ lô tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 110.000 thôi. Hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây 110k nhá, 110.000 đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao Nhật chuyên Thái nhá. Đấy, các bác lên xem là bộ dao chuyên Thái. Bộ dao này thì bộ dao 6 món chuyên Thái này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao này, 3 dao, một giá đỡ và một cái liếc, một kéo này. Đấy. Đây. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ này. Con giá đỡ rất là xịn sò luôn, chất liệu của nó thì bằng nhựa Meca nhá, nhựa Meca. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ này. Đấy, đây. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, mới tinh còn nguyên niêm phong nhá các bác nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay dắt dao như này này. Kèm cho các bác là một cái bộ dao cực kỳ là uy tín cho các bác luôn. Bộ này thì nó hàng của nó mỏng thôi nhá. Các bác chuyên dùng để thái cho em nhé. Con này không thể chặt được đâu. Đấy. Các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là lên cho em là dao 6 món chuyên Thái này. Bộ dao này. Đấy, bộ dao 6 món này. 6 món chuyên Thái nhá. Chuyên Thái này. Đấy, thì sẽ bao gồm giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá. 150.000 cho bộ dao, không thể tin nổi luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con dao Thái nhọn này. Đấy. Bỏ cho anh tờ giấy đây. Một con dao Thái nhọn này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Hàng siêu bén cho các bác luôn nhá. Tiếp theo nó sẽ là một con dao Thái bản nhỡ này. Đấy, một con dao Thái bản nhỡ đây này. Tiếp theo nó sẽ là một con dao Thái bản vừa này. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được thôi chứ còn không thể chặt được nhá. Đây, test từng con một cho bác xem. Con này thì chiều dài khoảng 30cm các bác này. Đấy. Dao thấy khủng khiếp chưa các bác ơi? Đấy, quá khủng khiếp luôn các bác nhá. Đó. Độ bén thì khỏi phải bàn đi. Đấy, độ bén khỏi phải bàn này. Japan các bác này. Đấy, tức là nó mỏng thôi nhưng mà nó rất là sắc các bạn. Đấy, mỏng thôi nhưng rất là sắc luôn. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Đấy. Thấy các bác thấy không? Đây. Kinh khủng không các bác? Thấy kinh khủng không? Đó, rất kinh khủng luôn các bác nhá. Đó. Đây. Tiếp theo thì nó sẽ là một con nữa này. Con này thì nó sẽ dày hơn một chút. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được nhá. Băm nhẹ được chứ còn con này thì em không khuyến khích chặt. Đấy, tại vì nó rất là mỏng thôi. Đấy, thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái liếc này. Khi nào các bác dùng đến cái liếc này thì mình dùng, tại vì là dao thì mình dùng nó rất là bén lâu. Đấy, một cái kéo rất là ngon này. Cắt gà, cắt cá này, khui bia này, mở nắp chai này đều được hết nhá. Đấy, cắt gà, cắt cá, thực phẩm, thức ăn này, khui bia này, rất đẹp luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thì combo cho các bác bao gồm là 6 món này. Một dao, hai dao, ba dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ như này. Combo cho các bác 6 món. Lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, bộ dao 6 món chuyên Thái, giá là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Lên cho em là nồi cơm mini. Đấy, đây nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, nhỏ gọn thôi. Dung tích của nó là 1,2 lít cả vỏ. Còn nguyên cái phần Âu này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 800ml thôi. Đấy, 800ml thì con này cũng chỉ dùng cho 2 người ăn thôi. Dùng cho 2 người ăn thôi. Nhưng mà nó rất là nhỏ gọn và tiện ích nhá. Đấy, khi các bác nấu nướng thì nó rất là nhỏ gọn. Đấy. Có kèm cho các bác là một cái môi sới rất là mini này. Và một cáp điện này. Đấy. Các bác đậy vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình nhấp cái nắp này vào này. Đấy. Đậy vào. Đấy, và nhấp cái nắp này vào, rất là nhỏ gọn luôn. Hàng thương hiệu Chigo nhá. Công suất của nó đây. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 1 lít 2 là cả vỏ nhá.
Đấy, điện 220V, công suất là 200W. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini này. Nồi cơm mini. Đấy, giá của nó sẽ là 270k và bao ship nhá. Dung tích của nó là 1,2 lít. Đấy, cả vỏ nhá, 1,2 lít cả vỏ luôn. Đó, giá thì sẽ là 270.000, 1,2 lít cả vỏ, lưu ý giúp nhá. Đấy, đây, rất đẹp, rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất đẹp, rất ngon lành cành đào nhá các bác nhá, rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về Minh ơi. Lấy cho anh cái dây điện vàng. Về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bóng đèn 5 cánh này. Đấy, con này là đèn 5 cánh. Giá sẽ là 125.000. 125.000 cho con bóng đèn 5 cánh này. Em sẽ test trực tiếp cho các bác xem luôn. Đấy, đèn 5 cánh nhá. Đây, test trực tiếp điện cho các bác xem luôn. Hàng siêu sáng các bác, siêu sáng luôn. Đó, đây. Đấy, rất sáng luôn các bác nhá. Đấy, sáng chói sáng chang luôn, sáng lòe cả mắt luôn các bác nhá. Và có thể gấp lên như này. Con này công suất của nó là 100W, sử dụng điện của nó sẽ là 65.000K nhá. Đấy, tức là độ phân giải của LED là 65.000K thì nó rất là sáng luôn. Đó, rất sáng luôn các bác này. Các bác thấy chưa? Rất sáng luôn. Con này thì nó sẽ là 5 cánh nhá. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con đèn 5 cánh này sẽ là 125.000 nhá. 125.000 5 cánh này. Hả? 120k nhá, 120k cho con 5 cánh như này. Có tiếp cho các bác là một con 8 cánh luôn. Đấy. Con này thì sẽ là một em 8 cánh này. Em 8 cánh này thì siêu sáng rồi. Con này sẽ là 200W nhá, 200W có thể gấp gọn được các bác này. Đấy. Em này sẽ là em 8 cánh cho các bác luôn. Đấy, 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, 200W 8 cánh này. Con này thì gọi là độ sáng của nó thì quá khủng khiếp rồi các bác nhá. Quá khủng khiếp rồi. Đó các bác xem, bật lên này. Ấy, các bác thấy chưa? Đó, sáng trắng luôn các bác này. Đấy, 8 cánh luôn, có thể gấp gọn như này các bác này. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Mang đi chiến công trình này, hoặc anh em dùng ở nhà này. Đấy, có cỗ có bàn Tết nhất công việc thì các bác sử dụng con này cho em. Siêu sáng luôn nhá. Đấy, và rất là đẹp này. Vừa là trang trí vừa là sử dụng trực tiếp luôn. Con 8 cánh này thì sẽ là 8 cánh nhá, lên cho em là 8 cánh này, 190k nhá. Đấy. Ngoài ra thì bỏ cho anh cái 4 cánh mini. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển trực tiếp nhá. Điều khiển trực tiếp thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục nguồn và một điều khiển như này. Đấy, thì đầu tiên các bác cắm cái cục nguồn này vào điện 220 cho em này, cắm cục nguồn này vào điện 220 này. Đấy. Sau đó thì các bác cắm cái thiết bị cần điều khiển qua nhá. Đấy. Bóng đèn hoặc các cái thiết bị khác cần điều khiển qua. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là ok. Đấy, có thể điều khiển cách xa 1 cây số. Các bác dùng cho các cái dòng thiết bị như là bình nóng lạnh này, quạt điện này, rồi motor, máy bơm các thứ đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển trực tiếp. Điều khiển cắm trực tiếp này, điều khiển cắm này. Đấy, cắm trực tiếp bao nhiêu nhỉ? 270k và bao ship cho bác cái bộ điều khiển cắm trực tiếp như này. Đây. Các bác này, đấy, nó sẽ là một cái điều khiển như này. Đây mình cái mẫu ổ cắm điều khiển từ xa bằng remote nha. Đây là sản phẩm cầm trên tay của mình nè, nó nhỏ gọn luôn, nằm lọt lòng bàn tay ha. Ở đây thì nó có tay remote bật tắt điều khiển từ xa. Theo thông số nhận xuất thì xa khoảng 100m tới 1000m ha. Và thực tế thì bà con mình dùng thì nó rất là ok 200. Luôn các bác nhá. Đây đây các bác này. Tâm sẽ ghép nối với cái tay remote nhỏ này và một tay remote đặc biệt nữa là bà con mình hay dùng đó là nhấp nháy ha. Sau đó chúng ta bấm lên tay remote bật tắt này các bác này. Rồi nó nhấp nháy lại một lần nữa là nó đã ghép nối thành công rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bật tắt. Đấy, rất đơn giản các bác nhá. Rất là đơn giản ha, thao tác đơn giản lắm. Rồi. Đấy, con này thì giá sẽ là 270.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ nước hoa như này. Một lọ nước hoa như này kèm cho các bác là các cái đầu tăm để nó tỏa hương này và một cái nơ như này, một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác có thể để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, nhà hàng, khách sạn đều ok hết. Rút cái bấc này ra cho em, cái nắp này ra cho em, cắm cái bấc này vào. Đó, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đó. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn đây. Hotel các bác này. Đấy, chuyên dùng nhà hàng khách sạn. Bảo sao các bác vào nhà hàng khách sạn nó thơm là như vậy các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái chai nước hoa khách sạn như này là 30.000 thôi. Nước lên cho là nước hoa khách sạn nhá. Giá sẽ là 30k trên một chai. Các bác có thể mua về vài chai mình dùng dần để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà ăn, toilet, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết. Và trong nhà lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, đặc biệt là mùa nồm ẩm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chân để đứng này, một cái cáp sạc này,
và một chiếc vợt như này. Đấy, khi các bác bật lên này, bật cho em đẩy cái chế độ này lên thì cái đèn hồng ngoại này nó sẽ lên này. Đấy, và con muỗi nó bay vào nó sẽ chập này con này. Đấy, quánh điện còn giật mình luôn nhá. Con này mà các bác tránh xa tầm tay trẻ em cho em nhá. Trẻ em mà động vào là nó giật cho đơ người đấy các bác nhá. Nó giật rất là mạnh luôn, điện nó đẩy rất là mạnh các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, nó chập rất là mạnh luôn các bác này. Con này thì bên shop đang bỏ anh cái kiềng này. Cái bếp ga. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai chức năng. Đấy, ba chức năng tất cả. Đầu tiên nó sẽ là một chức năng là bắt muỗi tự động thì các bác đẩy lên cho em. Đẩy lên cho em là bắt muỗi tự động thì các bác phải liên tục cắm sạc nhá. Thứ hai là bắt muỗi thông thường thì các bác chỉ cần là bật lên sau đó thì mình nhấp này thôi này. Đấy, nhấp này. Đấy, còn thứ ba là các bác có thể bật trực tiếp lên, vừa cắm vừa làm đèn ngủ được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, chuẩn bị vào mùa nồm ẩm này thì muỗi lại xuất hiện nhiều nhá. Thì các bác dùng con này cho em rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là vật vật đứng nhá. Đấy, vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130 cành nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm giúp cho các bác tiết kiệm trong gia đình đó là chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga. Thì con này nó phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn. Các bác chỉ cần đặt vào cái khay bếp của nhà mình, khi đun thì gió nó có tạt thì nó cũng giữ cho cái lượng ga của nó, các bác không bị tỏa ra ngoài nhá. Đấy, lên cho em là chắn bếp ga nhá, chắn gió bếp ga này. Chắn gió bếp ga giá sẽ là 25k một chiếc nhá. 25.000 cho một con chắn gió bếp ga như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga giúp cho chúng ta đun nấu nhanh hơn, hiệu quả hơn. Được thiết kế chuyên biệt cho các dòng bếp ga từ 6 chân đổ xuống là có thể lắp được. Kiềng chắn gió có độ bền cao nhờ cấu tạo vững chắc bằng chất liệu thép, không gì chịu nhiệt, chịu lực lớn. Kiềng giúp tránh gió tạt làm mất nhiệt, hội tụ nhiệt tối đa vào phần đáy nồi, xoong, chảo, tăng hiệu quả sử dụng ngọn lửa của bếp, giảm thời gian đun nấu từ 20-30%, do vậy sẽ tiết kiệm được lượng ga tiêu thụ thực tế. Đặc biệt khi sử dụng kiềng sẽ rất an toàn cho nhà có trẻ nhỏ, tránh trẻ chạm vào bếp lửa có thể gây bỏng. Hiện tại bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm giá. Đấy, giá chỉ có 25.000 các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm về sức khỏe, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, đây của nó thì nó sẽ là germanium các bác này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng bằng hợp kim này, mạ vàng 18 carat này, có kèm cho các bác các cái hạt nam châm nhá, các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đấy, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, thì các bác dùng rất là tốt luôn. Thứ nhất là mang tính chất là trang trí này, thứ hai là các bác trang trí trang sức này, thứ hai là các bác dùng vừa là đảm bảo cho sức khỏe luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, cái vòng nam châm điều hòa huyết áp này thì các bác biết rồi. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy, lên cho em là vòng vàng này, đó. Vòng vàng này. Điều hòa huyết áp nhá, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k này. 40.000 nhá. Đấy, đợt này về chỉ còn 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Con này về nhà các bác tự bơm ga. Con này thì giá sẽ là 100 cành. Khi các bác bật lên thì nó sẽ có đèn sáng này các bác này, bật lên có đèn sáng này, rất là tiện ích luôn. Đó. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy, còn đồng hồ thì đã có pin chạy bình thường. Đây. Đấy các bác thấy không? Đang chạy này. Giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen co nhiệt này. Đấy, gen co nhiệt như này. Con này thì sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 328 đầu, to nhỏ lớn bé mẹ con đều được hết nhá. Các bác chỉ cần đấu dây điện này hoặc là các cái dây cáp này các bác đấu, sau đó thì mình hơ lửa đi là xong. Đó, 50k. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đồng hồ led như này. Đấy, một con đồng hồ led như này. Đấy, chiều dài của nó thì vào khoảng 15 cm, chiều cao thì khoảng 5-7 cm coi nhá. Đấy đây. Con này thì các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp vào cổng USB nhá. Mặt của nó sẽ là mặt trắng gương rất là đẹp như này. Về nhà các bác bóc thêm cái lớp giấy bóng này ra này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140.000 cho một con đồng hồ led như này. Đấy, nó sẽ hiển thị đúng như trên hình như này các bác nhá. Rất đẹp. Thì các bác có thể dùng để mình thứ nhất là làm đèn ngủ này, xem giờ này, và con này nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ các thứ luôn. Rồi chức năng hiện giờ các thứ đầy đủ nhá. Lên cho em là đồng hồ led nhá. Đồng hồ led giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho con đồng hồ led như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy vít nhá. Máy vít đây. Đấy thì ở đây sẽ kèm cho các bác là hai đầu vít này. Đấy, hai đầu vít như này thì các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, có sẵn cho các bác là hai đầu vít luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái máy như này. Đấy, con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn các bác. Đấy, các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn nhá. Đó, 130.000 cho con máy vít như này, chạy bằng pin.
Đấy, các bác có thể về dùng mình sửa chữa lặt vặt. Con này thì nó bằng máy bằng pin nên là nó công suất của nó vừa phải thôi, nó không quá là mạnh đâu. Lên cho là máy vít nhá. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, nó là cái vòng trầm gỗ này. Giá sẽ là 50.000. Đây, nó sẽ là một con vòng trầm như này. Các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo bằng tay hoặc đeo vào cổ đều ok hết nhá. 108 hạt bằng gỗ trầm tự nhiên, kèm thêm cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Con này đang bán là tiền triệu đấy, nhưng mà đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Vòng trầm gỗ điều hòa biết áp, giá sẽ là 50k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em sẽ cập nhật cho các bác một số cái mẫu chổi lau nhà bên em. Đó, thì bên em đang có 3 mẫu chính, thì em sẽ đi chi tiết từng mẫu một để gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh được dùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã chổi mới, đó là cái mẫu chổi tròn nhá, chổi lau tròn. Đấy, thì bây giờ là bên shop sẽ có tổng là 3 mẫu: chổi lau tròn, chổi lau tam giác và chổi lau hình chữ nhật. Đấy, thì nó sẽ là 3 tên nhá, tròn, tam giác và chữ nhật. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ là mẫu chổi tròn. Đây, thì về nhà thì các bác banh cho em cái này ra này, banh cho em cái này ra. Sau đó thì đây, mình để như này. Mình để này, sau đó thì mình lộn nó lên. Lộn nó lên là cái phần lau nó sẽ vào trong chổi như này. Đấy, cái này thì các bác tháo ra để mình giặt thủ công thôi. Đấy, tháo ra mình giặt thủ công. Và con này thì các bác dùng để mình lau nhà, lau bàn, lau tường. Đấy, lau tường. Đấy, hoặc là lau các cái phần như là khu vực ở phần bếp biếc. Đấy, tường bếp, tường gạch men ấy cũng rất là ok. Con này thì các bác cứ xoáy kết nối vào cho em là xong. Đấy, xoáy kết nối vào cho em là ok được các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 90.000 cho một con chổi lau tròn này thôi. Con này thì nó sẽ là dòng chổi dài nhá, chổi dài. Các bác có thể là mình đút nó vào. Đấy, xoáy đút nó vào hoặc là các bác tăng lên tụt xuống được nhá. Đấy, đây nó sẽ có các cái nấc như này. Thì các bác xoáy cái nấc này ra cho em này. Xoáy cái nấc này ra này. Đấy. Sau đó thì mình thả cái này ra. Đấy, cái này thì nó dài tối đa là vào khoảng là đi tối đa của nó là được khoảng là đi 2 mét thôi nhá, khoảng 2 mét. Đấy, tầm 2 mét gì đấy các bác. Đây, để các bác có thể lau trên cao. Con này nó cũng dạng như là cái chổi phớt trần nhưng mà nó sẽ là bản to nhá. Thì cái này các bác có thể dùng để mình lau đa di năng được hết nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Cầm cho anh cả cái chổi phớt trần đây này. Đấy, đây nhá. Đó, thì nó sẽ là một cái phần lông như này. Cái chổi phớt trần ấy, một cái phần lông như này các bác nhá. Đấy, thì rất là tiện. Về nhà các bác có thể mình lau trên trần này, lau trần nhà này, hoặc là lau ở các cái khu vực như là gạch men này. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Và con này thì khi mà về nhà các bác lắp ráp vào thì chiều dài của nó vào khoảng là 2 mét nhá, vào khoảng là 2 mét đây. Đấy, khoảng 2 mét như này thì các bác có thể dùng mình lau dọn vệ sinh rất là tiện. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đấy. Và tháo lắp thì đấy, từ nãy giờ em đã tháo lắp cho các bác rồi. Nó rất là đơn giản thôi. Các bác cứ thế là mình tháo lắp vào cho em là xong. Đấy. Bộ sản phẩm thì nó sẽ là 4 khúc như này nhá. 4 khúc như này. Về nhà các bác tháo lắp vào cho em. Nó vào khoảng là từ 2 mét đến hơn 2 mét một chút nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm 4 khúc như vậy. Lên cho em là các bác lên cho em là chổi tròn nhá, chổi tròn. Giá của nó sẽ là bỏ tranh cái bút. Đây các bác này, khi các bác dùng thì nó sẽ như này, nó rất là tiện này. Mình có thể lau trần nhà này, lau nhà tắm, nhà vệ sinh này, khu vực bếp núc này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Các bác có thể tăng giảm. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Lau dọn bếp này, rồi các cái khu vực khác cũng rất là ok. Thì con này chức năng của nó thì nó có thể rút dài đến 2 mét cơ, thì nó sẽ tiện hơn so với cái con chổi tam giác mà em đang bán. Đó. Thì giá thì con này các bác lên cho em là chổi lên cho em là chổi tròn nhá, chổi tròn này. Đấy. Chổi tròn, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một cái mã chổi tròn như này. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một bộ. Đây, một bộ thì bên em đóng gói nó sẽ như này và gửi đi cho các bác này. Giá sẽ là 90.000 này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tam giác này. Đây. Tam giác thì nó sẽ là một con chổi như này. Con này thì nó sẽ có 3 khúc và nó chỉ dài khoảng trên 1 mét thôi. Đấy, nó sẽ dài trên 1 mét thôi thì con này cũng rất là vừa sinh nhá. Đấy, khoảng trên 1 mét để cho các bác sử dụng đây. Đấy, con này thì nó sẽ dài khoảng trên 1 mét này. Các bác cứ lắp cho em 3 cái đầu này vào. Đó, đây, lắp cho em 3 cái đầu này vào. Thì các bác sử dụng thôi. Đây, xoáy vào đây cho em này. Đấy. Xoáy vào đây. Và cái này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng chổi tự vắt. Đấy, nó sẽ tự vắt được, còn con kia thì các bác phải tháo ra để mình giặt. Đấy, con này thì các bác chỉ cần kéo này thôi. Kéo này là nó sẽ tự vắt này. Đấy. Kéo nó sẽ tự vắt và có thể xoay 360 độ thì các bác cũng dùng như là giống như cái con chổi kia.
Nhưng mà con này thì các bác lau đa di năng được hơn, lau nhà, lau tường, lau tủ đều được hết nhá. Đấy, con này thì các bác lên xem là chổi tam giác nhá. Đây, đấy, nó dài khoảng 1m3 thôi chứ nó không dài như cái con chổi tròn đâu. Thì lên xem là chổi tam giác, con này thì dài khoảng 1m3 và nó sẽ giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một con chổi tam giác như này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một con chổi đa di năng như này, nó sẽ vắt tự động luôn. Đấy, các bác có thể lau cũng rất là đa di năng luôn nhá. Nhưng mà con này thì cái chiều dài của nó chỉ khoảng 1m2 m3 thôi. Đấy, còn cái con chổi tròn mà vừa nãy em cho các bác xem thì nó sẽ dài khoảng 2m trên 2m một chút các bác nhá. Đó, con này thì khoảng 1m2 m3 thôi. Con này thì các bác có thể lau kính, lau kiếc, nói chung là cũng đa di năng hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi hình chữ nhật nhá, chổi hình chữ nhật. Thì nó sẽ là cũng là một con chổi như này. Đấy. Dạng của nó thì nó sẽ là dạng hình chữ nhật thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Chổi hình chữ nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây nó sẽ là một con chổi như này các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ là cũng có 3 khúc nhá, 3 khúc và cái thanh lau này của nó là hình chữ nhật nhá. Thanh lau là hình chữ nhật. Và về nhà các bác cũng xoáy vào đây cho em. Sau đó thì mình rút ra mình lau như bình thường. Đấy, có miếng dán như này nhá. Đấy. Có cho các bác một miếng dán luôn. Đấy, và khi các bác vắt thì mình kéo này cho em này. Đấy, đầu tiên thì các bác lắp cái ống này vào này, lắp cái ống này vào đây. Đấy, lắp cho em cái ống này vào đây. Đấy. Lắp ống này vào đây, sau đó thì mình đẩy ra này. Đẩy ra sau đó thì các bác đẩy ra và mình đẩy ra mình lắp cho em cái ấy vào. Đấy. Lắp cho em cái đầu vắt vào nhá. Lắp cho em cái đầu chổi vào. Lắp cái đầu chổi vào đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu nó có cho các bác là cái phần đầu như này, các bác lắp nó vào này. Đấy. Lắp cái đầu dây vào đây. Đấy. Lắp cái đầu dây vào đây nhá. Lắp cái đầu dây vào đây, sau đó thì các bác dán nó là xong. Thì khi mà các bác sử dụng thì mình chỉ cần là kéo qua như này thôi. Kéo qua như này sẽ tự vắt cho các bác này. Kéo này nó sẽ tự vắt vừa giặt luôn, rất là tiện nhá. Đó, vừa vắt vừa giặt rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác cũng kết nối vào thì nó dài khoảng 1m2, 1m3 gì đấy nhá. Đấy. Cũng rất là tiện ích và có thể xoay ngang xoay dọc để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con chổi hình chữ nhật như này. Giá của nó là 80.000 nhá. 80.000 cho cái chổi hình chữ nhật như này. Đấy, lên xem là chổi chữ nhật giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần. Con này thì sẽ là 55.000. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng đầu sợi lông như này. Đấy, đầu sợi lông như này, và con này thì nó sẽ kéo dài được khoảng 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8. Đấy, và các bác xoáy vào đây cho em này. Cái này nó có thể gấp được như này. Đấy. Và kéo rất là dài luôn, khoảng từ 2m4 đến 2m8 này. Đấy. Các bác dùng để mình phớt màng nhện các thứ nhá. Cái này thì chỉ dùng để phớt màng nhện thôi chứ không lau được. Còn cái chổi tròn kia thì nó có thể lau tường và lau trần các thứ đều được hết nhá. Đấy. Thì con này giá sẽ là 55.000. Con này thì các bác lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần. Giá sẽ là 55k một bộ này nhá. 55k cho một bộ như này. Thì dùng cũng rất là tiện, các bác dùng để mình phớt màng nhện các thứ rất là ok. Lên cho em là chổi lông phớt trần. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Này, bỏ cái này vào đi mình. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sản phẩm tất. Cái này cứ để đây để quay nhá. Tất thì nó sẽ là dòng tất 10 đôi nhá. Có màu đen và màu trắng này. Có màu đen và màu trắng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Em về thì có hai màu đen màu trắng, giá thì 90.000 một vỉ nhá. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Hàng này thì hàng siêu chất lượng cho các bác rồi. Đây. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn, một vỉ này là 10 đôi. Và giá thì chỉ có 90.000 thôi, hàng thương hiệu Nike đây. Đấy, tất này thì các bác dùng rất là ngon và tiện ích luôn. Giá thì rất là hợp lý các bác nhá, giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này thôi. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Đấy, tất 10. Giá của nó sẽ là 90.000. Đây bỏ nốt cái này vào đi này. Tất 10 giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là tất 10 này. Tất 10 giá của nó sẽ là 90k. 90k cho một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn có nhá. Lên mã giúp cho em đó là cái con đèn cúc áo này. Có một đèn và một cáp sạc như này. Đấy, và có các chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này, đấy, nhấp nháy này. Rất sáng luôn nhá, sáng chói chang luôn các bạn. Nhìn vào là đau mắt đấy các bạn, tại vì nó rất là sáng. Đấy, nhìn trực tiếp là rất là đau mắt luôn. Đó. Có nam châm hít nhá, có móc khóa này, có nam châm hít và có kệ đỡ như này, có nam châm hít này. Đấy.
giá thì chỉ có 40.000 thôi. Lên mã giúp chị em đó là đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa giá sẽ là 40k cho một con đèn móc khóa như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống bằng đồng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng như này. Thì các bác đặt vào cái phần cái cống thoát nước nhà mình để nó cơ chế của nó là luôn đóng như này, nước nó xả thì nó mới mở, còn không nó lại đóng, thì nó sẽ giúp cho các bác là ngăn mùi. Lên nha là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k nhá, 50k đó, 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải nước nhá. Đấy, bàn chải bằng nước. Đấy, các bác lên cho em là tăm nước nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con máy như này, các bác cho nước vào đây chị em. Về nhà thì cho nước vào đây này. Đấy, cho nước vào đây thì các bác khi mình dùng ấy thì là nước nó sẽ xịt lên. Đó, thì nó sẽ giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi này. Đấy, nó sẽ có các cái đầu tăm như này. Đấy, thì tóm lại là mình đang sử dụng là tăm thường, là tăm tre. Đấy, bây giờ các bác sử dụng sang cái tăm nước này cho em. Nó vừa tốt, vừa an toàn, vừa tránh viêm nếu viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Đây, đấy, nó sẽ là cái tia nước nó xịt vào và nó giúp cho các bác vệ sinh răng lợi luôn. Giá sẽ là 180.000 nha. Tăm nước 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít đen nhá. Vít đen thì nó sẽ là một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả nhá. Đấy. Và các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Con này thì có xoáy nhanh, có trợ lực luôn, cho nên các bác dùng nó rất là tiện nhá. Có xoáy nhanh, có trợ lực, rất là tiện luôn. Đấy, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ vít đen như này. Được sẽ có cho bác là 12 đầu vít một tay công như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 12 đầu vít một tay công. Mà sẽ là một cái dòng tô vít trợ lực rất là tốt luôn, thép CRV nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít đen nhá. Vít đen giá sẽ là 60k, 60k cho một cái bộ vít đen như này. Ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 nhé. Con này thì nó sẽ là hàng theo các cái công dụng như là khởi động lại động cơ này. Đấy, nới lỏng các cái phần bộ phận đã dỉ sét này. Rồi làm ngưng tiếng kêu phát ra này, là bảo vệ kim loại chống dỉ sét ăn mòn. Rất nhiều chức năng cho một cái chai như này. Đấy, hàng thì của thương hiệu Nippon và được nhập khẩu và phân phối bởi các cái tập đoàn của Australia nhá. Australia này các bạn này. Giá thì sẽ là 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Có lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một chai xịt RP7 như này các bạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay chữ nhật các bạn nhá. Đấy, khay chữ nhật. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 30k cho một khay chữ nhật như này. Con này thì dung tích của nó vào khoảng là đi 3-400ml thôi nhá. 3-400ml. Đấy, và nó có nắp nhựa như này. Thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ uống rất là ok. Thì có thể dùng để mang đi học, đi làm này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng rất là ok nhá. Đấy, dùng ở nhà, đựng vào tủ lạnh, bỏ tủ lạnh, hoặc là các bác mang đồ ăn thức uống bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, có nắp đậy cho các bác luôn thì rất là tiện ích. Lên cho em là khay chữ nhật, giá của nó sẽ là 30k nhá. Đấy, khay chữ nhật này. Khay chữ nhật giá của nó sẽ là 30k cho một là cái khay chữ nhật này, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con dao. Đây. Đây nó sẽ là một cái dòng dao Thái của Đức nhá. Con dao Thái Đức này bao nhiêu đây? 130 à? Các bác lên cho em là dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 40cm. Đây. Hàng made in Germany này, hàng của Đức cực kỳ là ngon luôn. Đó. Em sẽ dọc giấy cho bác xem nhá. Đây. Đấy. Lấy cho anh tờ giấy nào. Quyền móng ấy. Đây nha, em sẽ dọc giấy cho bác xem các bác này. Đấy, con này dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, dao thì siêu bén luôn các bác nhá. Đấy, con này, đấy các bác theo. Đấy. Đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đó. Rất là bén luôn nhá. Đó. Các bác theo. Đây, rất là bén luôn. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 cm, tầm khoảng 35 37 cm, rất là dài luôn. Các bác dùng để thái lọc phi lê hoặc là các bác dùng để mình gọi là bổ hoa quả, các thứ bổ dưa hấu, thứ nhất là rất là đàm tay luôn. Đấy, hàng thương hiệu Quyên Linh hay hình người của Đức này, made in Germany này. Đấy, con này thì
Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhé. Dao Thái Đức giá sẽ là 130k. Dao Thái Đức này giá sẽ là 130k nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao chặt Đức nhé. Đấy, dao chặt Đức đây. Đấy, con này thì dao chặt Đức này. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000. Hàng của Đức cân nặng khoảng từ 4 đến 5 lạng. Đây. Đấy, chiều dày của nó vào khoảng từ 3 đến 5 ly. Rất là dày luôn. Hàng liền thân như này nhá. Liền thân này có đánh nhám chống dính này. Cũng hàng thương hiệu Winling của Đức luôn. Đấy, made in Germany nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 150k. Các bác lên theo là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức 150k cho một em dao chặt Đức như này. 150.000 dao chặt Đức như này nhá. Con này thì chặt cực kỳ là đầm tay luôn. Có phần quai treo này, có phần để các bác dằn thịt này. Đó, rất là ngon lành như này. Con này thì lên theo là dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con mã dao chặt Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Có cho các bác thêm một cái mã dao gọt đây. Con dao gọt này thì giá của nó sẽ là hàng made in Germany, cũng của thương hiệu Winling luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một con dao gọt như này. Giá của nó sẽ là 60k. Đấy, các bác lên theo là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức này. Gọt Đức giá của nó sẽ là 60k cho một em nhá. 60.000 cho một em dao gọt Đức như này. Con này thì siêu bén luôn, chiều dài của nó khoảng 20cm nhá. Đấy, rất là bén luôn các bạn này. Đó, rất là bén luôn. Chiều dài khoảng 20cm và nó là dòng liền thân nhá. Đấy. Nó là dòng liền thân luôn thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, không lo bị bong chốc nhá. Đấy, tất cả đều là đúc liền hết và cái này của nó thì nó sẽ là đánh nhám để các bác cầm nó khỏi trơn trượt. Con này các bác dùng để gọt hoa quả thì rất là ngon luôn, gọt hoa quả rất tuyệt vời luôn. Chuyên dùng để gọt hoa quả hoặc là các bác gọt đồ ăn. Đấy, làm đồ ăn, chế biến đồ ăn rất là ok. Gọt Đức 60.000 này. Đấy, 60.000. Giá thì các bác có thể mua theo combo hoặc là mua lẻ cũng được. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Các bác lên cho là cọ vịt này. Thì con này nó sẽ là một cái dòng chổi rất là đa di năng luôn. Mình dùng kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán như này về nhà các bác treo dán vào tường cho em. Đấy, dán vào tường sau đó thì mình đeo vào như này là xong này. Bóc cái miếng dán này ra, dán vào tường đeo vào cho em là xong. Ở đây nó sẽ là một cái phần đầu chổi như này. Về nhà các bác lắp vào đây cho em, lắp vào đây nhá. Con này thì các bác có thể đưa vào các cái khe kẽ này, kỳ cọ này, đánh này rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là vệ sinh và tiện. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em là xong. Đó, nó tháo ra cho nó vận chuyển cho nó gọn. Và về nhà các bác để thì mình sẽ dán lên tường và mình để vào đây là nó sẽ sập vào này. Đấy, có miếng dán cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 60 cành cho một cái chổi cọ vịt như này thôi. Lên theo là cọ vịt nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Cọ vịt 60.000. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái dòng chổi như này các bác này. Đấy. Mình chỉ cần cho dầu vào, sau đó thì mình kỳ cọ các cái phần như là các cái khe kẽ, nó rất là tiện. Đấy. Và ưu điểm của nó là về nhà các bác có thể dắt lên tường được này, nó rất là gọn. Đấy, dắt lên tường luôn. Nó rất là gọn, các bác không phải để chỗ khác nó bẩn thỉu, nó nhếch nhác. Đấy, dắt lên tường thì các bác vệ sinh những cái nền nhà thì nhếch nó cũng rất là ok luôn. Đấy, kỳ cọ đa ngóc ngách luôn. Rất là tiện ích nhá. Đấy, dắt lên tường rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Trước em đang bán là 60.000 đợt này về cho bác giá 55k nhá. 55k. Lên mã giúp cho em là chổi cọ vịt nhá. Giá sẽ là 55.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bật lửa cây nhá. Đây nó sẽ là một con bật lửa như này. Nó sẽ có sẵn ga cho các bác luôn. Đó. Sẵn ga rồi. Về nhà các bác chỉ cần bật thôi. Đó. Và có điều chỉnh cho các bác là cái lẫy khóa nhá. Về nhà các bác bật thì phải đẩy cái lẫy khóa này cho em này, cái lẫy khóa này. Đẩy ra thì mới bật được nhá. Đấy, còn bình thường khi em vận chuyển đi là nó sẽ khóa này để tránh cái việc là cháy nổ nhá. Đó, đây. Các bác lên cho em là bật lửa cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một con bật lửa cây như này. Ở đây thì nó sẽ là các bác về các bác bơm ga vào cho em. Đấy, có sẵn ga rồi, về nhà các bác bơm ga vào cái đít này cho em này. Con này thì nó sẵn ga rồi, về nhà các bác dùng hết thì bơm ga vào thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước rút này, thước dây rút nhá. Đó, thước dây rút. Con này thì nó sẽ là dòng bao nhiêu mét đây nhỉ? 20 mét, 20-30. Dòng này của nó sẽ là 30 mét nhá. Đấy, em còn mấy con nữa thanh lý nốt cho các bác. Đang bán bao nhiêu nhỉ? Đang bán 140. Đặt này về cho bác giá là 120.000, thanh lý lỗ cho các bác luôn nhá. Thước dây 30 mét, 120k. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 30 mét. Dây của nó là dây vải nhá, dây vải và có bọc cao su non. Thì dây vải nó sẽ chống đứt, chống giãn và bọc cao su non để nó khỏi ngấm nước, khỏi bị mục nát này. Đấy. Chiều dài của nó là 30 mét nhá. Đó, đây. Số to rõ ràng rất là đẹp luôn. 30 meter này các bạn này.
Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác mua về để mình đo đạc rồi nói chung là sử dụng rất là tiện ích. 120k cho một cái thước rút như này. Đấy, lên kèm là thước dây rút, giá sẽ là 120.000 nhé. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 120k. Thành lý nốt cho các bác, giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái vòi tưới cây tăng áp bằng đồng này. Cái này thì là dòng không có cút nối. Thành lý nốt cho bác giá 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc nhé. Còn cái dòng có cút nối thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, có cút nối thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em còn hai cái khóa quá này. Đấy, hai cái khóa. Khóa số loại nhỏ này. Con này thì nó sẽ là bằng khoảng ngón tay cái như này nhá, bằng ngón tay cái như này. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc, còn hai chiếc nữa nhá. Đấy, các bác dùng để khóa vali hoặc là khóa cổng, khóa cửa cũng đều được. Đấy, 20.000 một chiếc. Đó, khóa bằng khóa số nhá. Con này thì nó sẽ là dòng to này. Con này thì nó sẽ là bằng gần 3 ngón tay như này, gần 3 ngón tay này các bác này. Đó, đây. Thì con này các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa cũng đều ok hết nhá. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 30.000 cho một chiếc như này, 30.000 cho một chiếc này. Còn hai chiếc nó thành lý nốt này. Tiếp theo thì bên shop còn một cái kéo cắt cành kéo cành cam này. Đấy, kéo cành cam đây. Con này thì các bác dùng để mình cắt cành các thứ này. Con này em đang bán là 70.000. Đấy, con này thì em để nó đang bị dỉ về nhà, các bác chỉ vệ sinh qua cho em là xong. Đó. Thành lý nốt cho các bác cái giá đó là 30.000 cho một con kéo cắt cành cam như này. Còn hàng đẹp nguyên túi, nguyên đai, nguyên kiện thì sẽ là 70.000 nhá. Con này thì em để quá lâu rồi cho nên nó hơi bị dỉ một chút. Về nhà các bác có thể mình vệ sinh như cho em là ok. Thanh lý nốt cho bác giá là 30.000 thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa các bác nhá. Đấy, cái búa thì các bác lên mã giúp cho em đó là búa A2 to. Con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con búa A2 to như này. Đấy, con này sẽ là búa to, sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000 cho con búa A2 to này các bác nhá. Đấy, 130k. Đó. Còn con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Đấy, 90.000 cho con 80.000. 80.000 cho con A1 nhỏ này nhá. A1 nhỏ này sẽ là 80k. Đó, các bác lên cho em là A1 này. A1 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con A1 như này. Còn con này thì các bác lên cho em là A2 to này. A2 to giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Con này thì nặng khoảng là đi 3-4 lạng. Còn con này thì nó sẽ là nặng khoảng con này thì nặng khoảng 5-6 lạng nhá. 5-6 lạng. Con này, con nhỏ này thì chiều dài khoảng 25 cm, và con to này chiều dài khoảng là 30 cm. Đấy, tất cả của nó đều là cái dòng có gọi là cán bằng thép và có cao su để cầm khỏi trơn trượt nhá. Hàng thương hiệu Asahi này, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Bộ lục giác. Giá thì sẽ là 90.000 cho một cái bộ lục giác như này. 90k. Hàng của thương hiệu Tajima này. Tajima Made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Bộ lục giác 7 màu. Giá sẽ là 90.000, bao gồm là 9 cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cây. Kích thước của nó là từ 1.5 đến 10 nhá. Từ 1.5 đến 10. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu 90.000 các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái bộ gọi là bộ hoa thị đây. Bộ hoa thị này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bộ hoa thị như này thôi. Đấy, 70.000 cho bộ hoa thị như này nhá. Đấy, cái bộ hoa thị này thì nó sẽ là các cái đầu hoa thị như này. 2, 4, 5, cũng có 9 cây đầu hoa thị như này nhá. Thì các bác dùng cái gì thì mình lấy cái đấy thôi. Lục giác là riêng và hoa thị là riêng nhá, chứ không phải là lục giác hoa thị đâu. Đấy, nhiều bác này cứ nhầm lẫn như vậy. Bộ lục giác là nó là 6 cạnh, còn bộ hoa thị thì nó là dòng múi hoa thị. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xay tiêu này. Còn một ít nữa thanh lý nốt cho bác giá là 30.000 cho một cái xay tiêu như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này ra cho em này. Các bác cho hạt tiêu, cho các cái loại hạt vào đây. Sau đó thì mình xay như bình thường nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu này thôi. Các bác xay thì cái tiêu nó sẽ, khi xoay thì mình sẽ xoay như này. Và cái phần tiêu nó sẽ rơi xuống nắp này là mình sử dụng thôi. Ăn đến đâu xay đấy, còn các bác cứ để hạt trong này bình thường. Đó, ăn đâu xay đấy rất là tiện. Lên cho em là xay tiêu nhá. Giá thanh lý cho bác cái giá đó là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu như này. 30k các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dao thái lỗ nhá. Đây, con này thì dao thái lỗ này. Con này thì giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con dao thái lỗ như này. Hàng nội địa của Nhật đây.
rất tiện ích các bác này, made in Japan nhá, đó, nội địa của Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này rất là bén luôn, con này rất là bén luôn các bác theo đó, giá của nó sẽ là 125.000 nhá. Bên em là dao thái lỗ 125k nhá, dao thái lỗ này nó có cái lỗ 125k. Con này thì các bác chuyên dùng để thái rất là ngon luôn, thái gọt này, có lỗ như này, có đánh nhám chống trơn trượt này, hàng nội địa của Nhật siêu bén cho các bác luôn. Đấy, và chiều dài của bản này thì nó vào khoảng là 5-6 cm, thì các bác có thể dùng để mình thái rất là tiện. Rồi ok. Hello, chào các bác nha. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chúng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Chuẩn bị cũng đến năm mới rồi, thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như công tác của mình. Đó thì sản phẩm đầu tiên đó là cuối năm rồi, các bác sắm sửa đồ cho gia đình nhà mình nhá. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Lô này em về thì nó sẽ là một cái dòng khăn lẫn màu như này nhá, lẫn màu này. Nó sẽ thường là màu các cái màu xanh, màu trắng rồi các cái màu như này, nhưng mà rất là đẹp các bác này. Đấy. Và nó sẽ có lẫn những các màu này. Lô này về thì nó sẽ rất là dày dẫn hơn, đẹp hơn nhá. Một mặt bông thô, một mặt bông mịn như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Các bác không nghe nhầm đâu nhá, chính xác đấy nhá. 40.000 cho một cái khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, khăn tắm hàng nhập khẩu của Hàn Quốc nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Đấy, tức là một chiều 70 và chiều 1m4. Giá là 40k nhá, 40.000 cho một khăn tắm to tổ bố này các bác này. Bình thường các bác mua một cái khăn rửa mặt thôi cũng đã phải mất đi 20-30.000 rồi, thế mà đây một cái khăn tắm to như này giá chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa nhá. Cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi để các bác mua để mình đi chơi Tết này. Đấy, cũng rất là tiện ích nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dòng nước hoa của Gucci đây. Nước hoa của Gucci này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở tại Anh Quốc này. Đấy, made in UK này. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. 130.000 nhá. Đấy, nước hoa của Gucci này. Đấy. Tiếp theo là nước hoa của Chanel này, đấy Chanel. Đó, con này thì nó sẽ là hàng sản xuất của Pháp nhá. Hàng sản xuất ở Pháp đây. Made in France này. Đấy thì bên shop có hai mẫu nước hoa Gucci và nước hoa Chanel, đều là 130.000 cho một lọ như này. Các bác muốn lấy lọ nào thì lấy các bác nhá. Muốn lấy lọ nào thì lấy, 130.000 một lọ thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel. Đó, đây nó sẽ là Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci này. Hàng nguyên tem nguyên đai nguyên kiện như này cho nên là em cũng không có bóc được đâu. Em chỉ quay bên ngoài này thôi các bác nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 130.000. Và con này cũng 130.000 luôn. Đấy, nước hoa Chanel. Con này thì nó sẽ là nước hoa Chanel nhá. Dung tích của nó sẽ đều là 100ml các bác nhá, 100ml hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng nước hoa đó là nước hoa Dubai nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lọ nước hoa như này mà giá chỉ có 60.000. Tính ra là vào có hơn 10.000 cho một lọ nước hoa. Đấy, cực kỳ là thơm luôn. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau nhá. 5 lọ 5 mùi hương khác nhau. Đó, dòng nước hoa chiết nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi các bác này. Đấy, rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, 5 mùi nhá. Đấy, mùi Chanel Coco này, mùi Golden này, nói chung là đủ mùi cho bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mùi hương như này. Giá sẽ là 60k nhé. 60k. Lên cho em là nước hoa Dubai, 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai này. Đấy, made in Dubai nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khò ga đại các bác nhé. Khò ga đại cầm như khò ga trắng này. Đấy. Con này nó sẽ là khò ga đại này. Hàng của Nhật này. Kabushi Japan này. Đấy. Và nó về thì nó sẽ có mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Đấy, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con khò ga đại như này nhá. 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000. Dòng này của nó sẽ là dòng đánh lửa tự động nhá. Các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đấy, lắp thì phù hợp với hầu hết các loại bình ga của Việt Nam mình. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm lắp vào mình sử dụng này. Thui chân giò này hoặc làm thợ làm nghề đều ok nhá. 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khò ga trắng này. Con khò ga trắng này thì giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là khò ga trắng nhá. Con này giá sẽ là 50k. Đấy. Các cái phần kết nối lửa của nó đều bằng đồng hết này, đều bằng đồng hết đấy các bác nhá. Đấy, đều bằng đồng. Đấy, con nào to hơn thì nó sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Đấy, con này thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, dùng cũng rất là ok. Và con này thì sẽ là 120.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc bình ắc quy nhá. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V, sạc bình 12V. Và con này thì nó rất là nhiều chức năng luôn. Khử sun phát rồi chống đảo chiều, rồi nói chung là làm cho trẻ hóa bình. Đấy, bình ví dụ các bác dùng mà bình dùng lâu nó bị già thì nó sẽ khử sun phát giúp cho các bình của bác dùng được lâu hơn. Đó. Con này thì giá sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Con này chỉ sạc được bình 12V thôi, chỉ sạc được bình 12V thôi các bác nhá. 12V 4A. Đấy, 100A này các bác này. Đấy, 4A đến 100A nhá. Con này chuyên sạc bình 12V các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 190.000 cho con sạc bình 12V như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Con này thì nó rất là tiện các bác dùng để mình khoan rồi nói chung là bắt vít bắt viếc đều ok hết nhá. Thứ nhất là sẽ có một cho bác một tay khoan như này các bác này, một tay khoan như này các bác nhá. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có đảo chiều ra vào cho các bác này. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó còn có thể xoay thẳng được nhá. Đấy. Đây các bác này, đấy, nó còn xoay thẳng được như này nữa này. Đấy, các bác nhấp cái này cho em là xoay thẳng này. Đấy, rất là tiện luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác rất là nhiều các cái đầu mũi vít nhá. Đấy. Con này 180.000 cho một bộ như này. Đấy, 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là khoan mini 180.000. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là nguyên cái này là có 30 đầu vít rồi, 30 cái đầu vít như này nhá. Đấy, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn các thứ đầy đủ đây. Nguyên cái này là 30 đầu vít này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là các cái đầu mũi khoan rồi đầu lục giác rồi đốc sạc rồi kèm các cái đầu lắc các bác này, cái tay lắc ngoan nghèo như này. Đấy. Giá thì đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá thanh lý rất là hạt rẻ luôn. Chỉ có cho 180.000 cho một cái bộ khoan mini này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Đó. Lên cho em là khoan mini này. Khoan mini giá sẽ là 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vít nhá. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu khoan mini, hai là mẫu máy vít này. Cái máy vít này thì nó sẽ là nhỏ gọn hơn các bác nhá, nhỏ gọn hơn. Nó sẽ kèm cho các bác là hai đầu mũi vít đây, hai đầu mũi vít như này các bác này. Kèm cho các bác là hai đầu mũi vít như này. Đấy. Các bác này, đấy, hai đầu mũi vít này các bác nhá. Đó. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc này, một cáp sạc hai đầu mũi vít, một dẹt một tròn. Con này thì nó chỉ có chức năng xoáy ra xoáy vào thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Minh minh. Follow vào đây. Đây các bác nhá. Các bác chỉ cần lắp vào này xong là mình xoáy ra xoáy vào rất là tiện này. Đưa cho anh cái con ấy kia, con ad. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là tiện luôn. Để em sẽ test cho các bác xem. Con này thì nó cũng rất là khỏe luôn nhá. Rất khỏe luôn các bác này. Đây, xoáy ra xoáy vào các bác này. Đây nhá. Đấy, đây. Mình xoáy ra cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy. Xoáy ra các bác này. Đấy, xoáy ra này, xoáy vào này. Rất là khỏe nhá. Đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là ok luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con máy vít như này. Các bác lên cho em là máy vít giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy, 130.000 cho một em máy vít như này, còn con kia nó sẽ là khoan mini, nó đa năng hơn. Con này thì lên cho em là máy vít này. Máy vít giá sẽ là 130.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hạc, con hạc đồng này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lư như này nhá, một cái lư đeo như này để các bác bỏ cái nhang trầm vào đây mình đốt này. Đấy, bỏ cái nhang vào đây. Bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá. Đấy, bỏ nhang vào đây đốt sau đó thì mình treo lên. Này thì các bác dùng ở bàn làm việc hoặc là trên bàn thờ rất là tiện này. Đấy, thì dùng nó sẽ thư thái rồi tĩnh tại rồi nói chung là rất là ngon lành cho bác luôn. Giá sẽ là 70.000 cho một bộ nhang bộ hạc đồng như này nhá. Lên cho em là hạc đồng. Giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 trong cái bộ hạc đồng như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một con hạc và một cái lư như này, chất liệu bằng đồng nhá. Lên cho em là hạc đồng này. Đấy, trước đang bán là 60.000, đợt này về nó sẽ cao hơn một chút, sẽ là 70.000 nhá. 70.000 trong cái hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cái nhang hạc này luôn. Nhang hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái hộp nhang như này, rất là nhiều luôn nhá. Rất nhiều nhang luôn. Các bác bỏ vào trong cái lư ấy, sau đó thì mình đốt là bình thường là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá, khăn bếp. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá. 10 chiếc các bác dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, rất là tiện luôn. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên. Đấy, nó vào khoảng là 20-25 gì đấy nhá, 25-25. Đặt này về mẫu to. Giá sẽ là 30.000 cho một bịch 10 chiếc. Lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau thực phẩm rồi lau dùng để lau mồm. Đấy, ăn cỗ ăn bàn lau mồm cũng được. Đấy. Lên cho em là khăn bếp nhá. Khăn bếp giá của nó sẽ là 30.000 trên một bịch 10 cái luôn.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn led các bác này. Đấy, à xin lỗi các bác, đó là cái thước laser nhé. Đấy, thước laser như này, đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác dùng đa di năng được luôn. Đấy, bật lên này, đây nó sẽ có cái cản pin, các bác tháo cái cản pin này ra cho em này, sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, nó sẽ có cho các bác như này, và các bác điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em nhá, điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em này, gạt cái này lên gạt xuống này. Đấy, sẽ là điều chỉnh tia này. Đấy, đây em sẽ dọi cho các bác xem nhá, nó rất là tiện ích luôn. Đây, đấy, nó sẽ có cho các bác các cái tia lấy góc vuông hoặc là tia đứng, tia nằm đều được hết nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác luôn. Đây, đây các bác này, đấy, đây nhá, tia này, đấy, rất là sắc nét luôn, rất sắc nét luôn các bác này. Đấy, con này thì vừa lấy đứng, vừa lấy nằm, vừa lấy góc vuông được luôn nhá. Đó, thấy không? Nét chưa? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ laser như này, một cái bộ thước thủy này nhá, thước thủy này, đo đứng, đo nằm, đo nghiêng đều được hết nhá. Và có cho các bác là cái thước đo 15 cm này, và có cho anh em các bác một con thước rút luôn nhá, một con thước rút 2,5 m luôn. Đấy, 2,5 m luôn. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Combo cho các bác đa di năng như này. Mà cái giá thì bên shop đang chào gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá, giá sẽ là 90k. Đấy, giá sẽ là 90k cho một con thước laser như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọ xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi. Bác nào bị đau mũi, viêm mũi, kích ứng mũi rồi dị ứng, các bác dùng cái này cho em. Giá sẽ là 45.000 cho một cái lọ xịt xoang như này nhá, 45k. Đấy, bác nào bị đau mũi, viêm mũi, dị ứng rồi, các bác dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bị viêm mũi lâu năm, dùng con này khỏi hết các bác nhá. Đấy, dùng cho em liên tục từ 2 đến 3 lọ là khỏi luôn. Nó sẽ là thuộc dạng xịt xương như này, các bác xịt thẳng vào khoang mũi mình cho em. Đó, đau mũi, viêm mũi, dị ứng mũi này, hoặc là bị dị ứng theo thời tiết, các bác dùng đều khỏi hết nhá. Bên em bán rất là nhiều rồi. Giá sẽ là 45k nhá. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá, xịt xoang mũi này, xịt xoang mũi này, xịt xoang mũi, giá sẽ là 45k nhá, cho một tip như này. Đó, 45k trong tip như này, rất tiện để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năng lượng ba cánh nhá. Con này thì bên em có video test rồi cho nên là em sẽ quay nhanh thôi. Đấy, đây nó sẽ là một tấm pin như này nhá, một tấm pin như này và một con đèn rất là tiện ích luôn. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì ban đêm là mặc định là ban đêm nó sẽ tự sáng cho các bác luôn nhá. Ban đêm nó có cảm biến mà, cho nên là ban đêm nó sẽ tự sáng. Đấy. Còn nếu mà ban ngày ấy, khi mà các bác về sử dụng mà các bác test ấy, là các bác phải nếu mà các bác muốn test mà cắm cho em cái chân sạc này vào này, cắm cái sạc này vào ấy, là nó sẽ tắt, thì các bác phải che cái tấm pin này đi này. Đấy, che tấm pin này đi nó sẽ lên này. Đấy các bác nhá. Đó. Thì cái tấm pin này nó sẽ là cảm biến cho cái đèn này luôn. Tức là ban đêm trời tối là nó sẽ tự nó sáng, còn ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Và ngoài ra nó sẽ có cảm biến là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Đấy, và nó sẽ có 3 chức năng cho các bác luôn. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, và rất là sáng luôn nhá. Đấy, có thể xoay đảo hướng các kiểu luôn. 180.000 cho một cái con đèn năng lượng 3 cánh như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng khi mà mình vừa là tiết kiệm năng lượng, vừa là có ánh sáng mình sử dụng luôn. Đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá của nó sẽ là năng lượng 3 cánh này, 180k thôi, 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọc rác Thiên Nga nhá, lọc rác Thiên Nga. Đây, nó sẽ là một cái con lọc rác như này. Các bác chỉ cần quặc vào cái chậu rửa nhà mình thôi, quặc vào cái vòi chậu rửa này, sau đó thì mình để rồi rác giếc các thứ là mình đồ ăn thừa mình đổ hết vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vỗ vào cái thùng rác nhà mình là xong. 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này bằng nhựa. Rất tiện ích luôn. Rồi ok.